Rồi, Dung xin chào tất cả các anh chị mentor ạ. Chúc các anh chị mentor tối nay sẽ có một cái buổi tối thực sự là vui vẻ và sẽ có một cái buổi họp, một cái chương trình nó mang đến cho chúng ta nhiều cái ý nghĩa. Các anh chị ha. Rồi, bây giờ thì trong Dung đã có 100, 130 các anh chị em rồi ạ. Các anh chị ơi, tối nay thì sẽ là một cái buổi tối, một cái chương trình mà chúng ta sẽ cùng cùng với BDB của Chen sẽ nói về bàn luận, thảo luận cũng như là đưa ra được những cái chiến lược, những cái chính sách để mà nó phù hợp trong cái trong cái có cái doanh số trong cái quý tư này các anh chị và đồng thời là À, sẽ cùng nhau chúng ta về đích à, một cách là ngoạn mục. Đặc biệt là à, sắp tới thì cái à, sinh nhật tròn 5 năm của à, Rocky các anh chị thì Cuchen à, cũng rất là mong muốn sẽ đóng góp một cái phần doanh số à, để mà à, nâng cái à, làm cho Rocky của chúng ta đạt được tỷ lục các anh chị. À, vậy thì với một cái mong muốn như vậy cho nên là Cuchen à, cũng đã xây dựng những cái chiến lược và uh, xây dựng những cái chương trình cũng như là uh, có những cái um, có những cái uh, hỗ trợ các anh chị nó thực sự là 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 thiết thực các anh chị uh, bởi vậy mà uh, rất là mong các anh chị em chúng ta sẽ uh, gọi uh, sẽ uh, kêu gọi đồng đội của mình các anh chị uh, gọi các anh chị mentor các anh chị uh, thực sự là uh, tối hôm nay á anh chị ha uh, thì uh, ngoài cái việc mà Cuchen uh, ngoài cái việc mà cô Chen đưa ra những cái trình bày với chúng ta những cái chiến lược á, thì rất mong muốn được nghe ý kiến của các anh chị về cái việc là sắp tới cô Chen sẽ làm như thế nào để đồng hành tốt nhất cùng các anh chị do vậy là chúng ta sẽ cùng nhau chúng ta tập trung trong khoảng một tiếng đến một tiếng rưỡi các anh chị ha và nếu như các anh chị có cái ý kiến gì cũng như là chúng ta mong muốn cái điều gì thì về cuối chương trình nha các anh chị. Sau khi mà anh Mai Lâm chia sẻ cái chiến lược với tất cả chúng ta thì Cuchen cũng rất là mong muốn các anh chị ha, rất là mong muốn được lắng nghe những cái ý kiến của các anh chị để chúng ta có một cái hành trình tốt đẹp nhất nha anh chị, hiệu quả nhất và nó đem đến những cái giá trị tuyệt vời nhất các anh chị ha. Rồi cảm ơn các anh chị chúng ta đã vào đến gần 140 các anh chị em rồi ạ. Rồi, vậy thì um, có lẽ là chương trình của chúng ta sẽ sẽ bắt đầu các anh chị và um, trước khi mà chương trình bắt đầu <laughs> trước khi mà nhâm mời lên đây anh Mai Lâm thì uh, cũng xin thưa với các anh chị rằng là uh, anh Mai Lâm có một cái uh, cũng có những cái món quà các anh chị rõ ràng là cô Chen luôn luôn là mong muốn đồng hành cùng với các anh chị và thấy được cái sự rất là nhiệt tình, rất là yêu quý của các anh chị mentor. cho nên là về cuối chương trình anh chị cũng sẽ có những cái món quà các anh chị nhé, cũng sẽ có những cái món quà thay lời tri ân của cô Chen đến với các anh chị mentor của chúng ta. do vậy thì rất là mong các anh chị, em mentor của chúng ta sẽ là cùng nhau chúng ta À, thực sự làm cho một cái cái buổi tối hôm nay nó đúng cái ý nghĩa của nó là tìm ra được một cái chiến lược tuyệt vời các anh chị nhé Rồi, à, vậy thì không để các anh chị chờ lâu nữa Thì Nhâm sẽ xin mời lên đây anh Mai Lâm, CEO của à, Là người sẽ là trực tiếp chia sẻ cái chiến lược với chúng ta tối hôm nay các anh chị à, à, Em xin mời anh Mai Lâm ạ Rồi, à, xin à, cảm ơn Nhâm xin kính chào quý anh chị thì hôm nay tôi rất là vui khi mà chúng ta gặp nhau ở cái zoom này bởi vì chúng ta cần một cái zoom thế này để để chúng ta về đích tháng 10 tháng tháng 10 tháng 11 tháng 12 chuẩn bị hết năm được các anh chị ạ nếu mà chúng ta không nhanh chúng ta không nhanh thì chúng ta sẽ trượt mất cái kế hoạch năm này cho nên là chúng ta chúng ta cần phải tụi mình gặp nhau để chúng ta sẽ tìm ra một cái đường để chúng ta đi nhanh nhất để về đích tốt nhất trong năm nay còn nếu mà à, các anh chị tết rồi đấy sắp tết rồi đấy tôi tôi thì bắt đầu thấy lo lắng rồi vì chúng ta chỉ còn khoảng một thời gian bao nhiêu chưa tới khoảng hai tháng mấy ngày nữa là đã, đã hết hay là, là đã hết năm dương lịch và chúng ta uh, không nhanh là là không kịp không kịp thứ hai nữa là uh, bên Ropi đang có một cái chương trình rất là ý nghĩa là tháng 11 nếu mà chúng ta để ngay doanh số lên một đến một ngưỡng nào đó thì chúng ta sẽ có một cái Uh, một cái cái hỗ trợ rất là tốt cho các em nhỏ, một cái ý nghĩa về xã hội rất là tốt. Khi mà mình mình vừa bán hàng, mình vừa kiếm tiền, mình lại uh, lại 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 làm được một cái việc đó là giúp cho cái quỹ Ope, Operation Smile là cái quỹ mà mổ uh, hở hàm ếch cho các cháu. thì cái đấy là một cái, cái rất là ý nghĩa. và chúng ta phải phải lên kế hoạch rõ ràng thì chúng ta mới đạt được 127 tỷ trở lên để mà để mà chúng ta có một quỹ rất là lớn cho các cháu. thì, thì 127 tỷ thì thế nào? thì chen phải phải đủ lớn, bởi vì chen là một trong những công ty đóng góp cái 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 uh, doanh số uh, đáng kể trong Ropi thì nếu mà các cái nhà lớn mà không không chạy thì chúng ta sẽ không đạt được cái doanh số đó. thì uh, và nếu chúng ta đạt được 127 tỷ nếu đội nhóm chúng ta thành công thì chúng ta vừa có giải thưởng cá nhân chúng ta vừa có được sao số cho chính mình chúng ta lại vừa có một cái một cái kết thúc rất là đẹp cộng với chúng ta sẽ có được cái cái giá trị cổ phiếu của anh chị đang có nó lên rất là cao bởi vì tháng 11 có thể là như bên Robin họ sẽ 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 có cái gọi vốn hay gì đó thì cái cái doanh số của mình lên rất là cao tức là hai tháng này tháng 11 tháng 12 nó sẽ quyết định thành công của năm nay hay không nó quyết định tham và quyết định cái sức mạnh cho công ty cũng như cho chúng ta sang năm kế tiếp, kế tiếp đó. Thế nên là tôi mong muốn có một cuộc họp với các anh chị để nói với các anh chị những gì mà cô Chen đang có và kế hoạch của Chen sắp sửa làm để cho chúng ta cùng nhau đi xa hơn, đi với nhau lâu dài và xa hơn nữa. Đó. Bởi vì cũng có một số anh chị là lâu nay cũng chưa bán hàng cho cô Chen, bán các nhánh khác thì các anh chị nhiều khi các anh chị cũng không biết được là à, thế mạnh của Chen là gì để các anh chị bán hàng và các chị nhiều khi cũng thông tin bên này bên kia để làm cho anh chị lo lắng ví dụ như anh chị nhiều người bảo là của chen toàn là hàng rất là cao tiền chẳng hạn thì bây giờ của chen có những cái hàng là một triệu hai đúng không máy xay thịt máy sinh tố rồi các thứ là một triệu hai hai triệu như rất là nhiều đó là những cái hàng để đường dẫn cho các chị tập bản hàng đó rồi những cái những, rồi một số các cái thông tin mà các chị bị lo lắng ở đâu đó thì khi mà các chị xem và hiểu học dung về Cú chen thì các chị sẽ thấy là những cái lo lắng này nó không có nó không đúng thì các chị sẽ yên tâm để bán hàng và chúng ta phải bán những cái thứ có doanh số tốt thì chúng ta mới tổng lại chúng ta mới có doanh số tốt và tổng ropi mới có thể vững mạnh được vững mạnh được rồi à, tôi xin chia sẻ dung để à, chia sẻ cái slide để giới thiệu về công ty và giới thiệu những cái kế hoạch sắp tới để chúng ta biết được là cái quy mô của công ty nó to thế nào cái quy mô của thị trường nó thế nào bởi vì chúng ta biết được là à, thị trường đồ gia dụng đó là một thị trường khổng lồ thế tổng dung lượng thị trường đồ gia dụng nó rất là lớn và đồ gia dụng là gì là cái thứ mà ai cũng cần và chúng ta sẽ th thay thường xuyên công nghệ khoa học thay đổi và chúng ta mua lên sử dụng lên lần tiên và các cái gia đình thì càng ngày càng có xu hướng mua rất là nhiều đồ gia dụng để mà giải phóng sức lao động để mà đảm bảo an toàn cho gia đình để mà À, giúp cho chúng ta có một cuộc sống lành mạnh hơn, giúp cho chúng ta sống sống khỏe hơn, sống an toàn hơn. Đó, thì cái đồ gia dụng là nó liên tục liên tục liên tục như vậy. Và các anh chỉ biết là tốc độ phát triển của khoa học cũng rất là nhanh, rất là nhanh. Những cái gì mình thấy đúng hôm qua, những cái gì mà mình làm hôm qua nó đúng, ngày mai nó không còn đúng nữa. Và những cái sản phẩm mà chúng ta dùng hôm qua nó rất là hiện đại rồi, thì hôm nay nó còn hiện đại hơn nữa. Đó, thì tất cả những đó giúp cho cái cuộc sống chúng ta ngày càng cao hơn ngày càng cao hơn và chúng ta cũng không thể nào sống ngoài được cái sự phát triển của xã hội được. xã hội đi rất là nhanh à, thiết bị cũng thay đổi rất là nhanh và chúng ta cũng phải cuốn theo cái cái sự phát triển của xã hội nếu mà chúng ta ở ngoài cái sự phát triển đó thì chúng ta bị lỗi thời và chúng ta sẽ bị loại ra khỏi cái cái sự phát triển cùng với xã hội à, ok ạ rồi tôi sẽ chia sẻ công ty nhá. chúng ta sẽ thấy à, quy mô thì anh chị hiểu là quy mô của người gia dụng rất là khổng lồ rồi. Khi các anh chị bán một cái sản phẩm gia dụng cho một gia đình nếu họ happy thì chúng ta lại bán được cái thứ hai, cái thứ ba. Và tương tự như vậy ở Cuchen nếu các anh chị chăm sóc khách hàng uh, chăm sóc khách hàng đủ tốt, họ sẽ mua cho các anh chị 2 300 triệu thậm chí là 4 đến 500 triệu. Đó, vì chúng ta có một cái chuỗi sản phẩm rất là dài và chúng ta sẽ có và khi mà họ happy họ sẽ họ sẽ nối dài cái cái sản phẩm ra ra mãi ra mãi thì trong Kuchen các anh chị thấy có rất là nhiều rất là nhiều các anh chị bán rất là tốt bán rất là tốt rồi ok à. rồi tôi sẽ nói một chút về công ty để một số anh chị có thể là lâu rồi cũng không không học Zoom Kuchen hoặc là một số anh chị cũng chưa uh, chưa học trong Kuchen lần nào thì các anh chị thấy được là uh, ở Việt Nam khi mà à, chúng ta muốn mua những cái hàng cao cấp chúng ta rất là khó rất là khó mua bởi vì cái số lượng nhà cung cấp sản phẩm cao cấp nó không nhiều ví dụ mà ngay ngày xưa chẳng hạn thì máy sữa hạt đi thì chúng ta không mua được những máy sữa hạt cao cấp và thậm chí bây giờ ngoài của Trên ra thì các hãng khác cũng không bán máy sữa hạt cao cấp họ chỉ bán những cái máy sữa hạt nhà, à, rẻ tiền nhỏ nhỏ và chất lượng thấp hơn của chúng ta rất là nhiều thì chúng ta muốn mua máy sữa hạt cao cấp chúng ta chỉ muốn mua hàng sách tay thôi và khi mà hàng sách tay về ấy, thì chúng ta sẽ bị là gì không có phụ kiện, không có bảo hành và rất là rủi ro về điện áp và rủi ro về khí hậu, rủi ro rủi ro điện áp là gì? À, tại đức hay tại các nước thì điện áp nó rất là ổn định. khi về Việt Nam điện không ổn định thì nó dễ bị hỏng. ví dụ như bếp điện tư mà những cái bản mà nhập từ châu Âu về thì nó rất là dễ bị hỏng bởi vì bởi à, sách tay từ châu Âu rất là bị hỏng bởi vì họ không tối ưu hóa cho cái điện ở Việt Nam. điện ở Việt Nam là 50hz và nó nó chập chờn. còn trong khi đó điện ở châu Âu thì nó rất là đều rất là rất, rất là ổn định hoặc là độ ẩm khi ở châu Âu thì điện đó, độ ẩm nó rất là thấp và các cái các cái hệ thống điện họ hoạt động thì hệ thống tản nhiệt nó không gặp vấn đề gì hoặc nhưng khi về Việt Nam độ ẩm nó rất là cao dẫn đến hệ thống tản nhiệt của các cái thiết bị mà bán cho người châu Âu ấy, thì đưa về Việt Nam nó sẽ bị bị quá nhiệt còn những cái sản phẩm mà nó không có hệ thống lớp phủ bảo vệ thì nó sẽ bị oxy hóa mạch điện vậy cho nên chúng ta khi mà và ra mắt thì Mucchen đã nhận thấy rằng Việt Nam cần cần gì cần những sản phẩm cao cấp như của châu âu như tiêu chuẩn đang ở châu âu nhưng mà phải tối ưu hóa cho thị trường việt nam tức là gì? chịu được điện áp chịu được độ ẩm chịu được nhiệt độ cao đó và phải phụ ưu phụ tung nó phải có ví dụ một cái máy ép chậm các chị mua xong về nó chỉ hỏng một cái khóa thôi cái máy nó vẫn có tốt nhưng hỏng một cái khóa thôi nếu các chị không mua được cái khóa đấy là anh vứt chị vứt luôn cái máy ép chậm đó nhưng mà với cái chẳng hạn nếu anh chị có lỡ bị gãy hay bị hỏng bị rơi mất chúng ta có ngay sản phẩm thì đó là cái mà cô chen tự, tự tin vào thị trường Việt Nam với những, những cái sản phẩm là có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có bảo hành dài hạn, không bị rủi ro điện áp và không bị rủi ro khí hậu. Đó, khi bán hàng chúng ta phải phải biết được những thế mạnh này để chúng ta tự, tự tin chúng ta bán hàng, chúng ta bán hàng. Đó. Còn nếu mà nếu mà mọi người nghĩ là à đưa một cái máy lên rồi mình cân bằng giá rồi mình cân bằng tính năng ấy thì thì cái đó nó không đúng, nó không đúng. Bây giờ có để một cái sản phẩm nó đi với chúng ta lâu dài thì nó cần rất là nhiều thứ như là bảo hành như là phụ tùng như là các cái các cái tính chất khác mà nó theo chúng ta mãi về sau theo chúng ta mãi về sau nó khác với chúng ta bán thực phẩm chức năng à, nếu chúng ta uống khách chúng ta uống vào nếu họ happy ok họ mua tiếp nếu không họ không happy thì nó cũng trôi qua cổ rồi họ là thôi À, nhưng mà với cái thiết bị điện ấy, là nó chúng ta họ chúng ta phải đi với họ 5 năm 10 năm thậm chí là 20 năm ví dụ những bộ nồi của Chen các chị dùng tôi tôi hay nói là chắc là ngày tôi chết thì cái cái cái, cái nồi nó vẫn còn đấy ok à, chúng ta có được cái những cái nhà máy sản xuất cho cu chen là những cái nhà máy hàng đầu thế giới để chị yên tâm là tại sao mà chúng ta rất là tự tin như vậy à, Ví dụ chúng ta có Elac để sản xuất bếp từ cho ta tại Đức mà công ty này là một trong những công ty uh, có gọi là kinh nghiệm lâu đời và là tốt những nhà sản xuất sản xuất bếp điện từ tốt nhất nước Đức cũng như là trên toàn châu chúng ta có fabita là công ty sản xuất bếp điện tử tại Italy đang sản xuất uh, thiết bếp điện từ chúng ta là công ty lớn thứ hai châu Âu về sản xuất bếp điện từ chúng ta có Folona là công ty sản xuất nồi hàng đầu Italy và chúng ta cho ra những cái bộ nồi mà các anh chị thấy là không có một công ty nào tại Việt Nam dám bảo hành nồi và chảo chống dính bề mặt 5 năm đó họ có thể bảo hành cái đồ inox 10 năm nhưng mà cái bôi mặt chống dính là không có một công ty nào dám bảo hành như vậy thông thường thì họ chỉ bảo hành một hai năm thôi còn mà chảo mà họ bảo hành cho chúng ta 10 năm là cái chảo không phải là chảo chống dính mà là cái chảo inox hoặc là tráng các cái vân inox đó thì chúng ta là hàng đầu luôn chúng ta có Uh, Vestel là công ty điện tử đứng sản xuất lớn thứ hai châu Âu uh, cho cho máy rửa bát, cho uh, máy giặt, cho tủ lạnh của chúng ta. Chúng ta chuẩn bị có tủ lạnh đó, nên chúng ta rất là tự tin để, bởi những công ty như vậy. Rồi chúng ta có công ty CNA là một công ty của Tây Ban Nha là cũng là tốt những công ty lớn nhất châu Âu đó. Chúng ta có công ty sản xuất máy ép chậm của chúng ta. Công ty này là công ty sản xuất máy ép chậm lớn nhất thế giới nó đặt tại Hàn Quốc. Chúng ta có sản phẩm và chúng ta tự tin rằng cái máy ép chậm của chúng ta đang là model tốt của những model xuất sắc nhất thế giới đó chúng ta có các cái nhà máy tại Trung Quốc cũng rất là xuất sắc như là à, nhà máy sản xuất máy sữa hạt cho chúng ta mà nhà máy sản xuất nồi cơm điện cho chúng ta các anh chị biết là à, tôi rất là tự tin bởi vì với cái máy sữa hạt chúng ta thì à, hầu như ở Việt Nam chúng ta không có một công ty nào bán máy sữa hạt mà nó chất lượng gọi là tương đương với chúng ta mà đang là chính hãng cả, hầu như là họ là không chính hãng hoặc họ bán một cái giá còn cao hơn chúng ta rất là nhiều. rất là nhiều. À, thì chúng ta yên tâm được ở những cái sản phẩm đó xuất xứ uh, rõ ràng, chất lượng từ những nhà máy chất lượng rất là cao và và chúng ta đầy đủ chứng nhận xuất xứ giấy tờ VAT pháp lý. À, cái này là cái mà chúng ta nó khác hẳn nhé khi chúng ta kinh doanh, chúng ta bán những cái thứ mà chúng ta biết rằng nó hợp pháp, chúng bán những cái thứ biết rằng cái công ty mẹ đó họ nộp thuế đầy đủ. Chúng ta rất là tự hào vì chúng ta và chúng ta yên tâm là chúng ta không có một cái lo lắng gì là ngày mai cái công ty kia <laughs> bị trốn thuế bị bắt hay là cái hay là cái gì, gì đó nó không bao giờ xảy ra đó và chúng ta có cái đóng góp cho xã hội bởi vì chúng ta nộp thuế rất là nhiều nó nộp thuế rất là nhiều chúng ta đóng góp cho xã hội ok rồi à, với cái sứ mệnh của Chen thì như lúc đầu tôi nói ấy, chúng ta có sứ mệnh là kinh doanh những cái sản phẩm cao cấp và mang chất lượng tin cậy nhất cho cho chúng ta và mang đến cho người Việt Nam những cái thiết bị chăm sóc sức khỏe nâng cao cuộc sống, an toàn điện, an toàn thực phẩm và đặc biệt là giải phóng sức lao động của người phụ nữ. Cái này là cái lúc nào tôi cũng nhắc đi nhắc lại bởi vì sao? Mỗi một cái sản phẩm bạn ra của trên bán ra hầu như hầu như nhé, tất cả những sản phẩm mà chúng ta bán ra thì giúp cho người phụ nữ họ được giải phóng, họ được thoải mái hơn trong cuộc sống rất là nhiều và đó là một cái sứ mệnh làm cho làm cho chúng tôi cảm thấy là là chúng tôi kinh doanh chúng tôi uh, mang lại giá trị xã hội rất là nhiều ví dụ chúng ta có máy sấy quần áo người phụ nữ mà có máy sấy quần áo thì họ sang một trang mới luôn nó có máy rửa bát người phụ nữ cũng sang một trang mới và chúng ta có một cái mà chúng tôi ít khi nhắc đến khi nhắc đến đó là trách nhiệm với môi trường trách nhiệm môi trường chúng tôi bán một cái máy à, giặt quần áo có chế độ auto dozer tức là tự động nước đổ nước giặt nước xả thì mỗi năm chúng ta tiết kiệm lên tới 50% nước giặt nước xả lãng phí ra môi trường À, giả sử gia đình chúng ta mỗi năm dùng 6 lít nước giặt nước xả thì với cái máy auto đâu này thì chúng ta chỉ còn dùng để dùng uh, 3 lít hoặc 4 lít nữa thôi. Thì như vậy mỗi một gia đình sẽ tiết kiệm 2 lít nước giặt nước xả đổ ra đổ ra môi trường. Rồi chúng ta có tiêu thụ điện rất là ca à, rất là thấp, rồi chúng ta có tiêu thụ năng lượng rất là thấp. Thì cái này là cái đôi khi các anh chị sử dụng hoặc các khách hàng của anh chị nó không quan tâm đến điều này tức là đối với họ ấy, vài lít nước dầu đang giặt nước xả nó không thành vấn đề vài vài chục số điện không thành vấn đề vài chục lít nước không thành vấn đề hay là gì đó nhưng mà với tư cách là nhà sản xuất thì chúng tôi mang cái trách nhiệm với xã hội mang cái trách nhiệm xã hội mang cái trách nhiệm với với môi trường là những cái sản phẩm chúng tôi bán ra luôn luôn là tốt những cái sản phẩm mà tiết kiệm năng lượng nhất bảo vệ môi trường nhất thậm chí là kể cái, cái cái ni lông hay là cái giấy cuốn ở trong cái trong cái những cái thiết bị cỡ lớn chúng tôi cũng à, sử dụng những cái thứ thân thiện nhất với môi trường nên là thỉnh thoảng các chị thấy là sẽ oh, tại sao mà máy 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 rửa bát của Chen là không bọc cho nhiều ni lông bọc cho nhiều bọc cho nhiều các thứ vào là bởi vì đó là cái sau này khi về đến công ty chúng tôi mới phải bọc bởi vì nó là vận chuyển còn bình thường là khi nhà máy chuyển về chúng tôi là với một cái máy nó trọc lóc vậy nó chỉ quấn một cái cái xốp và một cái ni lông thôi đó đó là cái mà trách nhiệm xã hội của chúng ta có của sứ mệnh của chúng ta tầm nhìn thì chúng ta có sẽ đưa công ty cuchen trở thành một công ty thiết bị gia dụng chăm sóc sức khỏe và cung cấp cho người việt những lựa chọn cao cấp nhất mà trước đây chúng ta khó tiếp cận được thì các chị thấy là từ ngày các chị nếu các chị những người là đang yêu mến Kuchen đang bán của thực sự là gia đình các chị đang thay đã thay đổi rất là nhiều kể từ ngày mà làm việc Kuchen lại mình có cái chảo nó xuất sắc mình có cái eh, nồi cái xuất sắc rồi mình có cái máy A máy B máy C đó điều nữa là kiểm định chất lượng và à, bảo hành an tâm kiểm định chất lượng thì tất cả các sản phẩm Kuchen đều được sản xuất trên những cái nhà máy xuất sắc. Vì vậy cho nên chúng ta có được cái kiểm định nghiêm ngặt của các tổ chức độc lập. Và trong cái quá trình vận hành nếu có Chen có bất kỳ một cái vấn đề gì ở lỗi của sản phẩm thì nhà máy họ kịp thời nhanh chóng để mà phích lỗi sản phẩm cho chúng ta. Thì hiện tại Chen có hơn 800 các công tác viên lắp đặt và và chuẩn bị của Chen lại đào tạo các khóa mới để chúng ta có một cái lượng công tác viên khắp đặt khắp cả nước và sẽ đáp ứng được ngày càng tốt hơn cái 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 cái, cái vấn đề chăm sóc khách hàng và của anh chị. Và nếu nhà anh chị ở đâu đó mà mà đang thiếu công tác viên lắp đặt thì nhân đây của Jen cũng nhờ các anh chị uh, mời các bạn ở địa phương mà biết về đồ uh, điện đồ nước thì hãy liên hệ với công ty để công ty mời họ trở thành cộng tác viên để họ chăm sóc các anh chị gần được tốt hơn tốt hơn cái điều này là chúng tôi luôn 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 luôn, luôn tự hào luôn luôn tự hào và chúng tôi luôn uh, nói nhắc đến nhắc đi nhắc lại nhiều lần đó là gì một cái sản phẩm của Gen nó luôn đạt các cái tiêu chí như thế này an toàn thực phẩm an toàn từ trường an toàn điện và an toàn vận hành an toàn vận hành à, khi mà các chị không bán hàng tiêu dùng các chị có thể không để ý các chị không quan tâm lắm nếu mà khi các chị bán hàng dùng các chị sẽ thấy được rằng an toàn thực phẩm thì để làm gì để tất cả những thiết bị nấu ăn khi mà nấu nó sẽ làm cho thực phẩm chúng ta tiếp xúc với thiết bị nấu ăn đó và cái thiết cái thiết bị nấu ăn đấy nó phải đạt chuẩn an toàn thực phẩm để đảm bảo cho chúng ta khi chúng ta nấu chúng ta biết là à cái nồi hút chén gì đi luộc rau ấy nó không có kim loại nặng nó ngấm vào nước rau cái uh, máy cái 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 máy ép chậm gì cái nhựa đó là cái nhựa nó không có các khoách tán các chất độc vào nước rồi cái máy uh, sinh tố gì dù nó một triệu hai thôi nhưng mà vật liệu của nó vẫn đảm bảo an toàn thực phẩm uh, và nó uh, chịu được nhiệt các chị đổ nước nóng vào nó không hỏng không vỡ không nứt rồi các chị có, có... Có, có thực phẩm nóng vào nó cũng không sao cả đó là những cái thứ mà khi mà các chị đi mua ở ngoài siêu thị các chị không để ý hoặc có thể may các anh chị gặp cái sản phẩm nó như vậy hoặc có thể không may các anh chị sạch gặp cái sản phẩm là nó khuếch tán các chất độc vào trong thực phẩm hoặc là nó uh, không chịu được nhiệt hoặc là nó sẽ bị biến dạng khi chúng ta bỏ vào máy rửa bát hoặc là đấy còn với cô chen cô Chên đã lo lắng điều này cho các anh chị rồi các anh chị đã mua đồ cho nên là anh chị biết là cô Chên đã à, đã đã sản xuất cái thứ mà khở an toàn thực phẩm an toàn điện thì đương nhiên an toàn điện thì chúng ta có cái, cái an toàn điện thì tôi không nói nhiều nữa bởi vì cái, tất cả thiết bị của chén đều đạt tiêu chuẩn an toàn điện châu âu ce cho nên là chúng ta rất là yên tâm về điều này à, đã đạt tiêu chuẩn an toàn châu về ce là nó nó không 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 có là khi chúng ta lắp đặt đúng là chúng ta không không có rủi ro về điện nữa an toàn từ trường nhé an toàn từ trường thì cái này thỉnh thoảng có thể các anh chị mới các anh chị chưa biết điều này hoặc các anh chị uh, hoặc là các anh chị không quan tâm điều này tất cả những thiết bị đều nó phát ra một cái lực về điện ấy nó có thể phát ra những cái bức xạ từ trường và những cái bức xạ từ trường này nó sẽ tác động lên cơ thể chúng ta và tác động lên các thiết bị khác trong gia đình các thiết bị khác trong gia đình. Vì à, với của tất cả hàng của Chen đều đạt tiêu chuẩn an toàn từ trường tức là khi các anh chị dùng một cái thiết bị trong nhà nó phát ra từ trường các anh chị không không cảm thấy đau đâu ạ à, không cảm thấy biết đâu ạ à. nhưng mà nó đang tác động lên cơ thể chúng ta và anh chị biết rằng mua cái gì của Chen là nó đều đạt an toàn tư thương, tức là cái thiết bị đó đặt trong nhà các anh chị nó không phát bức xạ một cái đất chất độc nào vào cái cái, cái 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 tác động độc hại nào vào trong cơ thể các anh chị và nó không tác động lên cái thiết bị lân cận đó, ảnh hưởng đến các thiết bị lân cận đó, đó à, an toàn rồi, chúng ta có an toàn vận hành, an toàn vận hành thì à, các anh chị biết là ví dụ như máy xay sinh tố đi, tí nữa các anh chị xuống nhà các anh chị mở cái máy xay sinh tố cũ nhà chị ra xem khi các anh chị mở cái nắp ấy máy nó có con quay không thì hầu như các máy sinh tố tại Việt Nam ấy là khi chúng ta mở cái nắp ra máy nó vẫn cứ quay lưỡi dao vẫn cắt và nếu mà chúng ta giao cái, cái máy sinh tố để cho con chúng ta cho bố mẹ chúng ta thì sao thì một cái rủi ro nào đó nó phải cắt bay ngón tay hoặc bàn tay của của, của người dùng và chính chúng ta vậy tôi tôi vẫn nói với mọi người là mỗi ngày chúng ta có 30 phút chập mạch tức là 30 phút chúng ta không bình thường Và nếu như chúng ta dùng một cái thiết bị mà nó thiếu an toàn vận hành thì chẳng may trong cái lúc chúng ta có 30 giây 30 giây ngớ ngẩn đó thì chúng ta có thể thò tay vào hoặc có chúng ta phải làm cái gì thì cái rủi ro nó là khủng khiếp và tất cả những thiết bị của trang đang bán nó đều đạt tiêu chuẩn an toàn vận hành tức là gì cái máy sinh tối lắp phải chặt đúng nó mới quay cái máy sinh tối của gia đình ấy nó phải bật một cái nắp ra là nó dừng và nếu anh chị muốn cho nguyên liệu vào thì một là máy dừng hai là nó cho qua một cái lỗ rất là nhỏ để cái lỗ đấy nhỏ để đảm bảo là tay chúng ta không lọt tay con chúng ta cũng không lọt đó thì khi các anh chị kinh doanh hàng của chén anh chị biết rằng tất cả những gì anh chị bán cho người ta là đạt an toàn thực phẩm đạt an toàn từ trường đạt an toàn điện và đạt an toàn vận hành à, nhưng ngoài kia ngoài xã hội kia sẽ có những cái sản phẩm nó, nó sẽ bị thiếu đi một trong bốn cái thứ này đó ví dụ như tí nữa các anh chị phải hiểu đi tôi tin là rất là nhiều anh chị gia đình nhà anh chị đang có cái máy xay sinh tố mà mở nắp ra nó vẫn chạy nó vẫn chạy đó. rồi một điều nữa để các anh chị tự tin bán hàng đó là phụ tùng à, chúng tôi luôn có phụ tùng sẵn có chúng tôi có nếu như đâu đó nó bị sụt giảm thì một khoảng một thời gian ngắn đó chúng tôi sẽ bổ sung ngay lập tức bởi vì nó trong quá trình vận hành thì nó sẽ có lúc này lúc nọ nhưng mà chúng ta luôn có uh, phụ tùng sẵn có để thay cho đồ cũ chúng ta có trợ giá cho phụ tùng uh, khi các chị mua những cái máy hôm trước tôi vừa xem là một cái máy của Candy họ bán một cái sản phẩm tức là một cái nhà nhập khẩu cá nhân họ nhập về sau họ bán bán thì đến lúc mà uh, người ta ra điện máy xanh họ mua họ mua xong về họ dùng họ dùng thì đến khi nào bị vỡ cái cái bình nước thì họ ra biển máy xanh điện máy xanh trả lời là không biết bao giờ có hàng gọi cho bên uh, bên 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 nhập khẩu thì nhiên nhập khẩu cũng bảo là chưa biết bao giờ có hàng thế tức là gì họ không phải là nhà nhập khẩu chính hãng họ là một cái nhà nhập khẩu cá nhân thôi thì thì chúng ta sẽ không có cái phụ thông để thay thế dù là bán ở những cái cửa hàng như là là là, là nổi tiếng dù các chị mua hàng ở một số cửa hàng nổi tiếng nhưng rất có thể là cái nhà cái nhà nhập khẩu cho cái nhà bán lẻ nổi tiếng đó họ không không phải là nhà nhà bán lẻ có uh, chính hãng và không phải nhà à, con xin lỗi không phải nhà nhập khẩu chính hãng và hoặc không phải là nhà nhập khẩu đủ mạnh thì họ uh, thì là có thể các chị mua ở điện máy sạch mà các anh chị vẫn không có phụ tùng để thay thế đó rồi uh, một cái thỉnh thoảng tôi, tôi gặp suốt là khách hàng bị mất các cái nút chặn ở trên máy ép chậm họ mua sách tay họ họ họ, họ đến lúc họ mua thì một là giá rất là đắt họ mua 350 trăm năm nghìn trong khi chúng ta bán 100 trăm nghìn đó bởi vì sao bởi vì chúng ta là chính hãng và chúng ta có phụ tùng ngay và chúng ta không phải tháo một cái máy nào ra để 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 để, 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 để bán cái linh kiện cho người ta cả à, thỉnh thoảng tôi xem là à, người ta mua cái máy bát xong người ta thấy cái mạch điện trung tâm ấy 7 triệu 9 triệu mà tôi rất là choáng váng nhưng tôi biết là những cái nhà đó ấy, họ tháo một cái máy mới đó họ lắp cho người ta cho nên người ta trẻ một cái giá rất khủng khiếp vậy chen của chen không làm vậy của chen trợ giá và một cái linh kiện trong một cái máy à, trong một cái mạch điều khiển trung tâm của máy rửa bát của chen thì chen bán một triệu rưỡi hoặc là một triệu tám gì đấy nói nó, chúng nói dưới 2 triệu dưới hai triệu đó thì đó là cái mà các chị thấy là à tại sao tôi bán cho hàng của chen tôi sẽ yên tâm điều này và lợi thế hơn so với việc là tôi tôi bán cho ai đó tôi bán cho ai đó. đó chính sách đổi hàng và đồng hành cùng đại lý, cái này là cái kim chỉ nam mà chúng tôi luôn luôn làm được điều này và chúng tôi luôn cố gắng làm tốt những điều này để mà à, để làm hài lòng các anh chị. Khoa học công nghệ phát triển liên tục, các thiết bị ra đời v sau nó tốt hơn thiết bị model cũ và khoa học nó phát triển liên tục cũng tương tự giống như việc chúng ta dùng cái điện thoại di động thì năm sau cái điện thoại di động nó sẽ tốt hơn năm trước rồi cũng tức hoặc là các thiết bị khác cũng như vậy, thì khi mà các thiết bị đó lỗi thời hoặc là công nghệ mới phát triển nhanh quá thì chúng ta làm gì? cú Chen hỗ trợ cho anh chị mua những cái thiết bị đó cách đây nhiều năm được nâng cấp lên với một cái giá rất là ưu đãi, rất là ưu đãi. Ví dụ, à, ok, tôi à, rồi tôi tôi nói à, trước một slide. À, thì cái việc mà chúng ta nâng cấp lên một cái sản phẩm mới thì cô Chen sẽ hỗ trợ các anh chị. Ví dụ như các anh chị có cái robot 6612 mua cách đây 4 năm rồi và bây giờ chúng ta lên 8882 thì chúng ta đưa cái 6612 tới và cô Chen sẽ trợ giá cho các anh chị để anh chị có cái 8882 dùng. Cái này là cái mà cô Chen có được vì cô hỗ trợ được các anh chị điều này và các anh chị sẽ khi khách hàng ta nó sẽ họ sẽ happy mãi bởi vì với các hãng khác một cái robot cũ là hỏng là đưa đi vứt phải mua cái mới à, còn chúng ta robot đó cũ đó chúng tôi sẽ trợ giá cho các anh chị để các anh chị lấy cái bản mới về dùng à, tất nhiên là nó phải có một khoản chi phí nhưng khoản chi phí đó rẻ hơn nhiều so với các anh chị nhập hàng và rẻ hơn nhiều so với cái giá mà chúng tôi bán cho các cái nhà bán sỉ đó đó là cái mà mà chúng ta làm cho khách hàng happy à, rất là nhiều khách nhiều đại lý chúng ta đấy không biết nhé Thỉnh thoảng là không biết là như, như vậy Các mentor không biết gì thì, thì đôi khi Sẽ lãng phí ví dụ một cái chảo đi Một cái chảo đen này chúng ta dùng nhiều năm trước rồi Bây giờ nó bị xuống cấp Thì các anh chị được đổi lên Cái chảo kim cương Với giá 1 triệu 100 nghìn Rất là rẻ Và, cái, và các anh chị biết là Cái chảo kim cương này chúng tôi nhập cho người ta Cũng không có giá 1 triệu 100 nghìn và chúng tôi nhập cho Ropi Cũng không có giá 1 triệu 100 nghìn Mà các anh chị được quyền nâng cấp cái chảo cũ đó lên một cái chảo mới với một cái giá rất là ưu đãi và cái bảo hành nó lại ngại lại lại có được renew lại cái bảo hành từ đầu đó rồi ví dụ như các anh chị đang có máy rồi bát series 6 các anh chị mua của chen 5 năm rồi à, các anh chị muốn lên máy mới thì chen sẽ thu cái máy đó và hỗ trợ cho anh chị một cái giá rất là tốt để các anh chị có được nâng cấp ma hãng khác không có được điều này làm gì điều này là giúp cho các khách hàng cũ của chúng ta đi theo chúng ta lâu dài và điều này làm gì làm cho những ai đang mua những cái thế hệ cũ họ sẽ được happy khi mà họ lên lên nâng cấp lên cái thế mới thế mới chứ họ không phải là họ phải vứt đi cái cái cũ thậm chí một cái chảo nó hết hạn rồi nó xước rồi nó nát rồi hoặc nó vỡ rồi thì các anh chị cũng đừng nâng cấp lên một cái chảo khác đó đó là điều chỉ của chúng ta làm được làm, làm được làm được nhé đó À, tôi tôi phải quay lại cái slide vừa rồi. Rồi chính sách đổi hàng và đồng hành cùng đội lý. Thì với tất cả sản phẩm nếu mà nó lỗi nó xảy ra không quá 7 ngày và công ty sẽ thu về kiểm tra và lỗi do sản xuất công ty sẽ đổi mới cho khách hàng để chị yên tâm là nếu mà nó nó không may nó gặp một cái lỗi sản xuất thì chúng ta sẽ được đổi mới. Đó. Còn Chen có cái trung tâm khám khách khách hàng trả lời khách hàng uh, uh, có hotline hướng dẫn lắp đặt sử dụng qua video call qua qua uh, qua, qua qua gọi điện thoại có hình rồi chúng tôi có à, à, các cái chương trình đào tạo liên tục chúng ta có gì chương trình 5 em chương trình 8 giờ và 8 pm 8 20 giờ hàng, hàng hàng tuần chúng ta có chương trình 14 giờ thì để các anh chị nhóm các, các cái các cái đại lý cấp dưới của anh chị vào để chúng tôi đào tạo liên tục để họ tránh sai sót tránh sai sót bởi vì bán hàng gia dụng là chúng ta cần phải hiểu biết về sản phẩm để tránh, tránh sai sót chúng ta thỉnh thoảng có các anh chị bán hàng các anh chị bán máy bán bán máy sấy hai trong một thì các anh chị lại quảng cáo máy sấy rơi hoặc là các anh chị thỉnh thoảng các anh chị quảng cáo là pin của robot chạy được 10 năm chẳng hạn những cái sản phẩm những cái lỡ những cái quảng cáo sai này <laughs> làm cho chúng tôi khổ khổ nên là chúng tôi liên tục đào tạo các cái lớp lớp để các anh chị học các anh chị nâng cao trình độ Ờ, nâng, nâng cao trình độ để bán hàng Và nâng cao chính trình độ sử dụng thiết bị Trong gia đình các anh chị đó. Rồi à, Các anh chị nếu có đội nhóm muốn Đủ lớn tức là à, Muốn học các chương trình độc lập Chúng tôi sẽ tạo các chương trình độc lập riêng cho các đội nhóm của anh chị Các anh chị đừng ngăn ngại Các anh chị bảo là à, hôm nay công ty có 5 người Muốn học với QTEN chen sẽ tổ lớp, tổ chức một cái lớp Cho cái sản phẩm nào đó cho 5 người của anh chị Các anh chị không cần phải 100 người chúng tôi mới dạy bởi vì chúng tôi chỉ cần các anh chị có nhiệt tình với công ty, nhiệt tình bán hàng, với cuchen Kuchen sẽ tạo những cái dùng riêng cho để nó phù hợp với cái cách bán hàng hoặc cái mục đích của anh chị. Rồi à, công ty hỗ trợ các anh chị qua tham quan ở các cái showroom của cuchen tại trên cả nước và sắp tới cuchen à, cũng mở liên tục, chúng chuẩn bị chúng ta sẽ chào đón một cái showroom ở à, ngoài ngoài showroom ở Vinh, Hà Nội, Hồ Chí Minh, ở Bình Phước, ở Hà Tĩnh thì chúng ta sẽ có là ở Thái Bình à, ở à, à, Bình Dương ở và một cái cung với Ropi ở à, Cần Thơ rồi nhiều nữa thì chúng ta cứ đưa đội nhỏ nhóm chúng ta đến đó thì các cái showroom họ rất là nhiệt tình để mà à, hướng dẫn và chúng ta làm demo demo à, Cú Chen làm liên tục các cái chương trình quảng cáo và các cái giải thưởng, giải thưởng. Thì Cú Chen đạt được rất là nhiều giải thưởng trong nước cũng như quốc tế và Cú Chen tài trợ các chương trình phát sóng trên VTV3, chương trình à, à 6, chương trình cà phê sáng là hai năm nay chúng ta có liên tục có chương trình đấu ăn trên cà phê sáng có thể các chị không để ý, nhưng mà nó cho họ đều dùng sản phẩm của Chen hết. Chúng ta đang có một chương trình rất hot đó là chương trình à, của ngon vật lạ ở trên VTV3 là phát từ tháng trước cho tới khoảng 4 tháng nữa thì mới kết thúc nên các chị cứ để vào buổi trưa nhé chúng ta có các chương trình của uh, trên tài trợ thì nhằm nâng cao hình ảnh của trên uh, các cái chương trình mà phát sóng trên đài truyền hình ấy, thì thì là chúng ta sẽ nâng cao cái uy tín của chúng ta lên rất là nhiều đây là cái chương trình uh, uh, vừa quay hình uh, tuần vừa rồi tuần vừa rồi chúng ta có quay hình uh, có những người nổi tiếng như là gì Bình An Mr. Control rồi gì, các người mẫu quốc tế rất là nhiều thì chúng ta sẽ có cái chương trình này để mà nâng cao cái hình ảnh của Kuchen và và để cho các anh chị tiếp cận với khách hàng uh, dễ hơn bởi vì họ đã nhìn thấy Kuchen ở đâu đó rồi giải thưởng thì Kuchen có rất là nhiều rất là nhiều rất là nhiều thì chúng ta sẽ sẽ yên tâm về 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 ấy. thì thứ cuối cùng là tại sao mà chúng ta cần trở thành nên trở thành đại lý Kuchen à thì lúc đầu tôi cũng nhắc rồi chúng ta có một cái dung lượng thị trường khổng lồ cùng đâu thì các chị muốn bán hàng của các anh chị sẽ bán cho một gia đình có thể lên đến 2 3 4 500 triệu chiến có rất là nhiều sản phẩm nó đi theo xu hướng và à, chúng ta có những sản phẩm để bắt đầu như là máy sinh tố 1 triệu 2 máy sẽ thịt 1 triệu 2 bạn trả đánh răng 1 triệu 6 rồi những cái sản phẩm nhỏ nhỏ rồi là cao hơn như là nồi cơm điện như là máy sữa hạt như là máy ép chậm rồi cao hơn nữa thì chúng ta có có cái à, máy rửa bát, chúng ta có máy giặt, chúng ta có máy sấy, rồi chúng ta có nồi 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 uh, lò nướng, chúng ta có rất là nhiều. Đó, thì nó phủ ra hết. Và chúng ta còn có tủ lạnh nữa, tủ lạnh nữa thì chúng ta có được. Và Cucjen luôn có những cái sản phẩm nó là xu hướng, nó là trending, tức là xu hướng là gì? Xu hướng là là là, là bữa ăn lành mạnh, à, xu hướng là uh, sống lành mạnh, sống uh, thiên về thực vật thì chúng ta gì? chúng ta có máy ép chậm, chúng ta có máy sữa hạt, chúng ta có máy sinh tố. Đó rồi chúng ta có uh, rất là nhiều sản phẩm liên quan đến y tế, ví dụ như là máy oxy, rồi uh, bàn chải đánh răng, uh, rồi uh, tắm nước, rồi những cái thiết bị chăm sóc sức khỏe khác như là uh, máy làm không khí, rồi đó thì chúng ta sẽ nhìn đâu chúng ta cũng thấy khách hàng, nhìn đâu chúng ta cũng thấy thị trường, đó chỉ có ta học, có đủ chăm chú để hiểu rõ để mà phân tích cho khách, để mà tư vấn cho khách hay không thôi, và chúng ta đủ chuỗi sản phẩm và, và ở bất kỳ một cuộc cà phê nào chúng ta cũng bán được hàng bất kỳ một cái cuộc gặp gỡ nào chúng ta bán hàng và hàng tôi hay hay em mỗi lần đi chơi bạn bè về tôi hay lại nói với bạn hôm nay anh hận quá bạn bè mời đi chơi mình lại bán được cho bạn bè đóng hàng <laughs> tức là gì ở đâu chúng ta cũng có cái người cần cái thiết bị mà cụ thể đang bán đang bán đó thì các cái ưu điểm khác như là không bỏ vốn không tồn kho không phải lo lắp đặt không phải lo oh, không phải lo lắp đặt không phải lo vận chuyển các thứ thì uh, trong ropi đã lo rồi ta không phải lo nữa rồi uh, được nâng cấp lên bản mới được đồng hành được hỗ trợ và đặc biệt các anh chị cứ bán hàng cho cô chen đi các anh chị lên sao lên số rất là nhanh uh, các anh chị ở đây mà lên sao lên số thì có số lượng đóng tiền uh, bán, đóng góp của chen rất là nhiều rất là nhiều rồi chúng ta sang cái phần phần mới phần mới phần mới là cái phần mà ok tôi sẽ lướt lướt xem có cái câu hỏi nào không à, ok ok rồi tôi sẽ sang phần mới nhé chúng thấy ok ok rồi tôi lướt qua thì thấy rất là nhiều anh chị là không biết đến các cái chương trình của của ví dụ như là các anh chị mà dùng cái chảo hỏng nha, các anh chị đưa đi nè, rác mất rồi các anh chị không biết được là những cái đấy các anh chị đều có thể đều 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 là tiền của anh chị cái phần tiền còn lại của anh chị ở đấy thì các anh chị đưa lên nâng cấp hoặc là robot chẳng hạn lâu nay như vậy nhiều anh chị là thấy nó cũ rồi các anh chị cũng không dùng nữa hoặc là là, là các anh chị khéo bây giờ thì các anh chị đừng có vứt các anh chị gọi điện đến cô chen hỗ trợ các anh chị nâng đời cái này là cái rất hay các anh chị nhé rất là hay rất là hay và đảm bảo là lợi ích cho anh chị lâu dài là là các anh chị không phải vứt đi cái gì cả cái gì nó cũng còn giá trị hết còn giá trị hết và cái giá trị còn lại của, của anh chị là rất lớn rất lớn đó rồi ba tháng cuối này thì cô chen đang làm hết sức mình gọi là tổng lực để chạy doanh số cho ropi cho chính các anh chị và cho chính cô chen là gì cô chen có được cái giải thưởng tuần liên tục quay vòng quay may mắn cho những người bán hàng cho cô chen là có 13 giải nhất trong 13 tuần cho cái bộ nồi 8,5 triệu bộ, nồi này này bỏ hành 10 năm và tôi tôi thì tôi nghĩ là bộ đồ này các anh chị về dùng chắc là để hết đời à, <laughs> tôi hy vọng là các anh chị thọ hơn hai ba lần vòng đôi này nhưng mà tôi nghĩ là khó vì nó cũng nó nó rất là dày rất là chắc chắn và rất là an toàn và chúng ta có được năm uh, mươi giải nhì uh, là cái chảo chống dính và chúng ta có rất là nhiều giải khuyến khích áo thun của Kuchen áo thun Kucheng áo thun thì Kucheng à, xin lỗi các anh chị hôm nay tôi không mặc uh, Kuchen in một cái logo vừa phải để nó vừa đủ nhận ra đó là khu trên và vừa đủ đẹp để các anh chị không bị lố khi mặc cái áo phun của chúng tôi. chứ chúng tôi không muốn in một cái to bình đoang đi đâu các anh chị lên cái biển quảng cáo di động, không? Chúng tôi không làm vậy. Vật liệu rất là đẹp, rất là sạch và rất là dễ giặt và không nhăn. Cộng với là chúng tôi đủ tính chúng tôi làm cái logo nó tinh tế thôi để các anh chị có thể mặc bất kỳ lúc nào cái lúc nào nhé tôi 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 không biển các anh chị thành cái biển quảng cáo di động cho cô Chen đâu <laughs> rồi à, cô có giải thưởng top 3 à, doanh số 3 tháng cuối năm rất là khủng luôn chúng ta có gì giải nhất cho những người bán hàng tốt nhất cho cô Chen trong tháng đó là à, một cái máy một cái máy sấy quần áo mà trị giá 32 triệu và hai giải nhì hai cái máy sấy tắt sóng âm hay xong, xong ấm. thì ở đây không biết là có ai chúng ta có nhiều người có máy sấy tóc sóng ấm hay chưa và nhiều người có máy sấy chưa và hai cái sản phẩm này tôi khẳng định với chị nó là wishlist wishlist tức là nó các anh chị có cái này các anh chị đi đâu các anh chị cũng khoe luôn đi đâu các anh chị cũng khen luôn bởi vì quần áo nó sấy xong rồi nó nó khô nó hết bụi nó sạch nó thơm và nó bảo vệ quần áo nó làm tươi mới sợi vải và các anh chị thấy sao mà trên đời này nó có một cái máy nó xuất sắc đến như thế đó chính là cái máy hít bọc tôi đảm bảo với các anh chị và cái, nếu mà các anh chị có cái máy này các anh chị bảo là không giống như lời tôi nói các anh chị cạch mặt tôi đừng bao giờ bán bán hàng cho tôi nữa à, chúng ta có máy sấy tóc xong không sắp thì nó là switchlit switch là gì là máy sấy tóc mà nó sấy nhanh dí sát ra đâu mà nó không bỏng và, uh, rất là êm và nó làm mượt ra đầu làm không làm giữ màu tóc làm giữ màu tóc nhuộm những cái điều mà mà trước đây nghe nói mày sẽ tóc nhiều người sợ lắm sợ nó bỏng sợ nó cong sợ nó hỏng sợ nó chảy ra đâu sợ nó chảy màu tóc Nên nó sẽ được giải quyết hết trong cái máy này đó rồi chúng ta có giải nhất tháng 11 một cũng rất là giá trị là cái bên điện tư sản xuất tại đức thì chúng ta có máy lọc không khí chúng ta có một cái giải quý giải quý rất là lớn nó tặng một cái lo nướng 4 trong một trị giá 38 triệu lo nướng này là nó lắp trong nhà nó sẽ sáng một góc nhà chúng ta lên lo nướng này tôi không nói điều hôm nào tôi review cho các anh chị xem nó sẽ sáng một góc nhà chúng ta lên bởi vì nó có gì nó có lò vi sóng nó có lò nướng nó có nồi lò hấp nó có lo uh, lò chiên không trâu và nó nằm trong một cái một cái thiết bị bốn trong một nó rất là đẹp và uh, uh, giao diện là màn hình tinh thể lỏng và nó sẽ có hàng trăm cách nấu cho chúng ta cho chúng ta và nó sẽ lắp vào nó sáng một góc bếp cho chúng ta lên và nó 38 triệu mà chúng ta nếu các anh chị nào được nhất 3 tháng nó sẽ có cái giải khổng lồ như vậy và chúng ta có các cái giải thấp hơn cũng rất là hot là bếp uh, Tây Ban Nha uh, bếp Malaysia ra máy là không khí đó rồi tiếp tới thì chúng ta có cái cái này tôi nhắc lại thôi đó là gì chương trình của Operation Smile là cái chương trình mà mổ à, mổ mổ hở hàm ếch cho các cháu. thì ở các cháu mà ở vùng sâu vùng xa hoặc là những cái vùng miền núi ấy, thì thì thỉnh thoảng thì bố mẹ các cháu có bị sốt bố à, mẹ các cháu bị sốt hoặc bị các cái các biến chứng bất thường thì uh, sinh các cháu ra thì không may là bị hở hàm ếch thì nó rất là, rất là rất là rất là xấu nhưng cái bệnh này lại chữa được và làm lại đẹp được nhưng chỉ cần tiền thôi thì một cái chương trình mà tôi rất là tôi cũng chưa gọi cho ấn nhưng mà tôi sẽ ngày mai tôi sẽ nói chuyện về ấn đây là một cái chương trình tôi thấy rất là tâm huyết tâm huyết và thấy nó rất là rất là happy là gì khi chúng ta làm điều gì để cho xã hội thì chúng ta cái sức chúng ta bỏ ra một thì cái happy chúng ta sẽ thu lại 10 tức là khi chúng ta chi chúng ta làm được cho một đứa bé hết hửa mấy thì chúng ta sẽ vui bằng 10 lần đứa bé đó. Cho nên là cái chương trình này rất là ý nghĩa và chúng tôi cũng rất là mong muốn các anh chị chiến đấu về chương trình này, chiến đấu về chương trình này. Và tôi cũng không biết là cái chương trình này nó 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 đi sâu quá nhưng mà tôi sẽ hỏi anh nhận xem là tôi sẽ giúp được gì cho chương trình này không. Thì tôi sẽ cùng với Rupi sẽ hỗ trợ thêm cho chúng ta. Thì đề thì, thì trên đời này mà các anh chị muốn làm gì cũng chúng ta cần nhiều tiền. Vậy nên chúng ta hãy cố gắng để có nhiều tiền. Có nhiều tiền thì chúng ta thay đổi cuộc đời chúng ta và thay đổi những những gì chúng ta muốn thay đổi một cách dễ dàng hơn đó thì để có nhiều tiền thì ở trong dropi thì một trong những sự lựa chọn là bản của chen bản của chen và kêu gọi đồng đội bản của à tôi thống kê thì tôi thấy như thế này này chúng ta bỏ sức ra để tư vấn 10 cái máy một triệu hai của chúng tôi thì vất vả hơn là bỏ sức ra để bán một cái máy à, 30 triệu của chúng tôi Điều này có nghĩa là gì ạ? Chúng tôi bán những sản phẩm mà càng giá trị cao Thì chúng ta chia ra cái đơn vị thời gian chúng ta bỏ ra ấy, Thì hiệu quả nó cao hơn nhiều, nhiều hơn nhiều Tức là gì? Chúng ta bán một người thì bán một cái máy rửa bát 30 triệu, 27 triệu Thì chia ra cái thời gian chúng ta bán Cái người đó để bán Nó sẽ Hiệu quả nó sẽ cao hơn nhiều lần Với chúng ta đi bán mười cái máy, hai mươi cái máy, hai à, mươi cái máy, à, cái 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 máy sinh tố cầm tay. À, tôi tôi tự tự so sánh với với Chen thôi nhé Tôi chưa nói là chúng ta so sánh với những cái món mà một, hai, ba trăm nghìn thì là gì? Nếu các anh chị học và đồng đội khuyến khích đồng đội của các anh chị học kỹ về cô Chen, hiểu đúng về sản phẩm, thì các anh chị sẽ thì đội đồng đội các anh chị sẽ bán được nhiều tiền lên rất là nhiều so với bán các cái sản phẩm giá trị thấp. Và khi mà chúng ta bán được đồng đội chúng ta và chính chúng ta bán được những sản phẩm với có giá trị cao hơn nhiều thì chính chúng ta cũng có thu nhập tốt lên và chính chúng ta làm được nhiều điều tốt đẹp cho xã hội hơn. Bởi vì chúng ta đóng được nhiều thuế hơn. Chúng ta sẽ giúp cho các cháu có nụ cười đẹp hơn. Thì này là cái mà tôi rất là tâm đắc. Rất là tâm đắc và tôi thấy uh, rất là uh, Roppy đang làm một chương trình rất là hay. Rất là hay. Rồi. Mấy các anh chị đã nghe chẳng ăn chưa <laughs> đáng ra tôi sẽ chia nhỏ cái chương trình ra để cho anh chị đỡ chán nhưng mà ok thì uh, rồi uh, ta sẽ uh, tiếp tục nhé tiếp tục tiếp tục thì uh, uh, ok rồi ok rồi tiếp tục nhé <laughs> tôi sợ các chị bị dai quá các chị rồi thì bây giờ cô chén sẽ tiếp tục đến những cái chương trình rất là hot để các anh chị sẽ 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 tận dụng những chương trình này cho đồng đội các anh chị bởi vì đây là những cái tháng mà cô chén đã bung ra hết và đã thậm chí có những món cô chén chịu lỗ để kéo người dùng cho nên các anh chị đây là cái cơ hội tốt nhất để chúng ta kinh doanh mà chúng ta bùng nổ doanh số bùng nổ doanh số à, chúng ta có mua máy giặt thì được tặng nồi chiên không dầu mua máy sấy thì được tặng bộ nồi kim cương đó đây là những cái sản phẩm nó rất hot nhé nồi chín không dầu hay nồi kim cương chúng tôi đều đang bán rất là tốt và chúng ta có những cái khuyến mại như thế này tiếp tới thì chúng ta mua nồi áp suất thì được tặng à, tắm nước à, nồi, nồi áp suất nồi áp suất thì các anh chị biết đấy người việt thì rất thích ăn cơm vậy cho nên các anh chị hãy có cái nồi này đi có cái nồi này đi thì các anh chị sẽ mời bạn bè để ăn cơm hoặc thỉnh thoảng cho hàng xóm một ít cơm <laughs> bảo là hôm nay nấu cơm nhiều quá mà cơm nóng ngon quá nấu nhiều hơi bị nhiều em em chia em chị một ít thì hàng xóm thì ăn cái cơm này xong cái trang xóm sẽ thay đổi uống sao mà tính nó ngon thế trong ngon thế họ sẽ hỏi cái máy của chúng ta và chúng ta sẽ bán được cái máy đó cho những người thân của chúng ta hoặc các sự kiện ở trường hoặc sự kiện ở nơi làm việc chúng ta xách cái nồi này đi nấu thì họ sẽ mê bởi vì sao hầu hết người Việt là ăn cơm và cơm là thứ không thể thiếu được mà cơm ngon thì nó sẽ giúp cho 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 chúng ta có bữa ăn ngon và đây là cái nồi mà các anh chị cần à, các anh chị tôi tôi các anh chị cứ tin tôi đi các anh chị cứ mời bạn bè hoặc là hàng xóm ăn thử cơm từ nồi này đi họ sẽ thay đổi suy nghĩ luôn và nó đang có khuyến mại nhé rồi máy máy sơ hạt thì đang tặng cái máy cái máy xe thịt máy xe hạt tôi không phải nói nhiều nữa vì hầu như là các anh chị hiểu là tốc độ bán máy xe hạt của chúng ta như vậy là chúng ta biết được chất lượng là thế nào rồi chúng ta có máy ép chậm máy ép chậm là một trong những thứ mà mang lại doanh thu khổng lồ cho cu chen nhưng không mang lại nhiều lợi nhuận cho cu <laughs> điều này nói điều này các anh chị có thể là một người số người bảo không tin nhưng mà thực sự là chúng tôi đang tạo một cái môi trường để người việt nam sống lành mạnh hơn bên nhà máy họ cũng nói với chúng tôi rất là nhiều là chúng ta khi bán một cái máy ép chậm chúng ta mang lại một cái lối sống lành mạnh mang lại enzyme cho cả gia đình và nó giải quyết tất cả những cái vấn đề sức khỏe mà chúng ta mắc mắc phải người bị gút thì có ép nước để cho người bị gút người bị thừa cân ép nước cho người thừa cân người bị cao huyết áp ép nước cho cao huyết áp người bị gan ép nước cho 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 gan và những cái thực những cái phương thức chữa bệnh hoặc là bổ sung dinh dưỡng này nó thuần tự nhiên và nó ít phản ứng phụ và cái điều này là mọi gia đình đều cần và khi tôi làm việc với các cái nhà máy ở với nhà máy Hàn Quốc họ chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều và tôi nói là người Việt Nam người Thái Lan ấy đang thấp bé nhẹ cân nhất nhất thế giới các ông nghĩ là lý do là tại sao mà lại như vậy khi mà chúng tôi không hề không hề thiếu thịt cũng không hề thiếu cá như 30 năm trước thì bên Hàn Quốc họ 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 nói thẳng họ nói ngay với tôi luôn Việt Nam người Thái Lan ấy uống quá nhiều đường uống quá nhiều đường và cách làm gì để thay đổi con người Việt Nam và người Thái Lan đó là cần dùng nhiều nước hoa quả hơn nhiều nước rau hơn đó đó là cách mà mà chúng tôi bán cái này và khi mà chúng tôi bán cái này các anh chị biết là hai năm vừa rồi Khu khuyến mại khốc liệt cô chen khuyến mại đến mức là tan nát và để làm gì để định hình với người Việt Nam về cái thương hiệu khu chen mang đến cái giá trị như thế nào chất lượng như thế nào và khi các chị khách hàng happy với sự cao cấp của kuchen, khách hàng sẽ mua những thứ khác. còn bản thân tôi khẳng định với anh chị, chúng tôi đang bán cái doanh số của máy ép chậm chúng tôi cực kỳ tốt, nhưng mà lợi nhuận thì cực kỳ thấp và có những lúc là không có lợi nhuận. <laughs> à, làm ăn mà nếu mà ai bảo là không là không có lợi nhuận là điều nhưng mà sự thật sự thực là chúng tôi cho đi những cái chương trình khủng khiếp và các anh chị không cần phải ngần ngại gì khi mua những cái điều này những cái máy ép chậm chúng tôi vì các anh chị biết là Chúng tôi đã cho đi rất là Chúng tôi khẳng định đây là chương trình chúng tôi cho đi Để chúng tôi thu lại lợi ích trong tương lai Thu lại lợi ích trong tương lai Chúng ta có những cái sản phẩm như là à, Bếp tư Tặng à, máy xe thịt Tại sao các anh chị biết không Bếp tư là có 11 triệu 900 thôi Máy ép chậm 12 triệu 900 Mà máy ép chậm đó Khuyến mại khổng lồ vậy Mà máy bếp tư khuyến mại nhỏ hơn để, để các anh chị tự suy ra là Chúng tôi lấy máy ép chậm để thay đổi cái thói quen sử dụng nước của người việt nam và thay đổi vóc dáng cũng như là là sức khỏe của người việt và chúng tôi mang một cái sứ mệnh như vậy tôi không nói điều với các anh chị điều này uh, chúng tôi rất happy bán ra dù lợi nhuận cái này nó thấp hơn bản bếp điện tử các anh chị biết đấy chúng tôi tặng có một triệu hai cái bếp điện tử thế à anh chị nhấn nhẩm nó ra là bản bếp điện tử là lời hơn máy ép chậm đấy <laughs> đúng không đó tại sao bởi vì chúng tôi cần phải có lãi ở những cái này chứ cái nào cũng tôi cũng hoa vốn hoặc lỗ Nhưng tôi chết à? à, nhưng mà bán cái bếp bình tư các anh chị thấy đó chúng tôi bán bếp bình tư vì bếp bình tư nếu các anh chị không mua của trang các anh chị có thể mua hãng khác mà ừ, nên chúng tôi sẽ kiếm lời từ những cái này hơn chúng ta có máy xấy tóc lúc nãy tôi nói rồi đấy best list best wish của phụ nữ hay cũng cần thậm chí đàn ông không cần hôm vừa rồi tôi đi Hàn Quốc thì tôi thì uh, sáng cái ở khách sạn này họ có cái máy sấy đời nói chung là công nghệ cũ ấy sấy thì yếu mà nó chạy rì 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 tôi bảo vợ Nên, tự nhiên hai vợ chồng đi du lịch mà không mang cái máy sấy nhà mình đi nó thấy nó thiếu khủng khiếp mình đang sấy một cái nó sướng nó sang sấy một cái máy sấy <laughs> một cái máy mà, mà 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 nó chậm nó nóng mà nó nó yếu thì để thấy nó rất là chán thì à, đang được tặng một cái máy sinh tố cầm tay à, rồi chúng ta có mua robot cũng được tặng máy sinh tố cầm tay và máy sinh tố cầm tay là cái thứ mà chúng tôi đang bán rất là chạy các anh chị nhé chúng tôi vẫn đưa ra tặng điều đó có nghĩa là gì cú chen không phải cái gì ế thì đưa ra tặng để là dọn kho cú chen không làm vậy tất cả những quà tặng của chén đều rất là giá trị và trị sử dụng rất là cao và nó đang còn hot trending chúng tôi cũng tặng chứ chúng tôi không phải là à cái này ế quá thôi cho đi cái này ế quá tặng đi chúng tôi không làm vậy không làm vậy Ừ. chúng ta đang có một cái khuyến mại rất tốt cho máy cho máy rửa bát đó là tặng uh, bộ nồi tám năm triệu rồi tặng một cái nồi chiên hấp đó hai khuyến mại rất là tốt cho mày rửa bát anh chị uh, nhân dịp này nên nên sắm cho mình mua đông rồi mua đông nên sắm mày rửa bát nó uh, sẽ thay đổi cuộc đời anh chị thay đổi cuộc đời anh chị rồi chúng ta hết khuyến mại rồi thì, thì chúng ta sang một cái phần mới đó là phần mà các anh chị sẽ đi xa với Gen thì các anh chị muốn biết là tương lai của Gen thế nào, của Gen sẽ có những cái thứ mà của chen... uh, chuẩn bị ra mắt, chuẩn bị ra mắt. Tức là chúng ta có máy hút khói, chúng ta có bếp liền hút khói, chúng ta có lo lo lường lo nướng lắp âm 65 lít rất là to anh chị nhé, nó bỏ nguyên 65 lít nó to lắm, nó là máy lo nướng cỡ lớn. Thì dành cho những ai xây nhà mới thì chúng ta mua cái này. Rồi lo nướng 4 trong 1 Lắp âm Cái mà chúng ta nói là Lúc nãy tôi nói là lắp vào nó sáng một góc nhà Góc bếp chúng ta lên đấy là cái này Chúng ta ra mắt vào tháng 11 nha các anh chị Chúng ta có máy pha cà phê Máy pha cà phê thì chúng tôi đã có ở kho rồi Nhưng mà cái máy máy xay cà phê chưa có nên <laughs> Chúng tôi chưa ra mắt Chúng tôi đang chờ cái máy xay cà phê về thì sẽ ra mắt cả hai nhé Chúng ta có máy làm bánh, máy làm mì tươi Có thùng rác tự phân hủy thì thì sẵn chắc là phải sang năm tới. Chúng ta có robot lau kính, có máy hút sofa hút bụi sofa hút thảm hút giường chúng ta có quạt không cánh mới chúng ta có ấm đun nước đăng năng và đặc biệt là tháng 11 chúng ta sẽ có bàn là bàn là là chúng ta có bàn là nước bàn là hơi nước cây tháng 11 chúng ta ra mắt cái loại mà các anh chị sẽ rất là mê rất là mê mê như là mê máy ép chậm hay là mê như là, mê như là máy sửa hạt và nó cũng là cái thứ mà giúp cho chúng tôi cho cho anh chị là thích đi là quần áo À, bình thường chúng ta rất là ngắn ngẩm để la quần áo nhưng mà chúng ta có cái máy này ấy, chúng ta thấy cái việc mà la quần áo nó nhẹ nhàng lắm chỉ cần lắc qua cái là nó, nó thẳng lắc qua cái là nó thẳng nó treo lên đưa vòng vòng cái nó thẳng thì là à, thực ra tôi nói cũng nói luôn là về mặt cá nhân của tôi nhé tôi sợ la quần áo lắm tôi phải sự kiện nào nó khủng khiếp tôi mới đi la quần áo hoặc là tôi sẽ ném ra la quần áo nhưng mà từ ngày có cái cái máy ba la này là tôi uh, dọn quần áo vào là vợ À, lấy trong máy ra là uh, vợ uh, cất treo lên ngon trông la nhẹ nhàng lắm nhăn cái là xong Đã. rồi chúng ta sẽ có máy hút ẩm sẽ về vào khoảng mùa ẩm tới chúng ta mở uh, máy giặt hai tầng và sắp tới chúng ta có thêm một model máy rửa bát màu trắng nữa vì một bây giờ hiện tại chúng ta chỉ có màu màu xám thôi nhưng mà một số gia đình thì cái design của bếp của họ là màu trắng thì lắp cái màu xám mà nó không hợp thì chúng ta sẽ có thêm cái móng máy màu trắng này và chúng sẽ ra mắt vào tuần tới à xin lỗi các chị vào tháng 11 màu trắng nhé chúng ta có dụng cụ nấu ăn dụng cụ nấu ăn chúng ta có đồ nhựa nguyên sinh cao cấp chúng ta cũng chúng tôi đã đàm phán xong tất cả rồi và nó sẽ sản xuất tại thủy điện tại thủy Điển và nó nếu như những ai đã biết những cái thứ như của Tupperware hay là các hãng khác đấy thì cái này nó trên hạng đó một bậc nữa trên hạng một bậc nữa và chúng ta có giá rất là hữu nghị nhé À, sản xuất tại thụy điển à, đồ nhựa nguyên sinh thì ngay trước thì Ropi có một cái công ty nhựa vào thì cũng à, không được như ý thì đã đã ao rồi thì chúng ta sẽ sẽ có cái đồ nhựa nguyên sinh và cái đồ nhựa này à, nó cao cấp như những gì của Chen đã đã bán nó rất là cao cấp ừ. chúng ta sẽ có tủ lạnh vào tháng 1 hoặc tháng 2 2004 là xin lỗi các anh chị là chúng ta phải chờ tủ lạnh hơi lâu vì lâu nay các anh chị à, chúng ta không chúng tôi không 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 Uh, không chốt được giá thực sự là như vậy tức là uh, cái giá nó phải về đến Việt Nam nó khoảng năm sáu triệu và tôi không đồng ý tôi không đồng ý và chúng tôi đã chiến đấu với nhà máy khoảng hơn một năm nay rồi và ngày hôm nay chúng ta sẽ có cái máy cái tủ lạnh hai ngăn công nghệ cao cấp nhất để được rau củ quả một tháng nó không bị hỏng và rất là nhiều cái tính năng mới mà nó có giá khoảng 30 triệu đó chúng ta sẽ ra mắt nhé 30 triệu là cái cái mức giá chúng ta chấp nhận được cho mà là rất rẻ khi một sản phẩm nhập khẩu từ châu Âu Khẩu châu Âu nhé à, một số anh chị cũng rất là cũng nhiều lúc nhắn tin là cũng đã mắng tôi rồi bảo à, anh bảo tủ lạnh sắp về mà không mãi không thể về thực sự tôi cũng không biết nói thế nào cả chẳng lẽ tôi bảo là 60 triệu đắt quá tôi em không dám cho về thì hôm nay chúng ta giải quyết được điều đó chúng ta đã giải quyết được cái vấn đề <laughs> vấn đề là chúng ta có một sản phẩm cao cấp và chúng ta có một cái trợ giá cực kỳ tốt make in EU với giá như vậy bây giờ chúng ta các anh chị biết là các anh chị ra siêu thị đi mua make in EU cho tủ lạnh nó không có cái nào với giá này hầu hết đang là 40, 60 thậm chí là 100 triệu có những cái lên 400 triệu à rồi ok vòi chậu inox máy nước nóng và khóa cửa thông minh những cái này thì có sẵn cả rồi à, chỉ là chờ ngày để lên nữa thôi chờ ngày để lên thôi uh, <laughs> hơi bị dài thực ra tôi cũng không thích nói dài bởi vì nói dài thì các anh chị sẽ không không nhớ được nhiều không nhớ được nhiều tôi chỉ thích nói ngắn 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 thôi tôi muốn tôi muốn nói với tủ lạnh tủ lạnh 30 triệu em ạ khoảng 30, 32 hoặc 28 nó nó là như vậy chờ ngày nhé uh, thực sự là tôi cũng thấy ảnh này với các anh chị về cái cái, cái tủ lạnh vì là À, các anh chị hỏi và tôi hỏi trả lời được quá nhiều rồi lần nào cũng trễ hẹn và đảm bảo lần này không trễ hẹn nữa không trễ hẹn nữa vì nó nó mấy in EU nó không rẻ được các anh chị ạ nó không rẻ được cái tủ lạnh nó to mấy mà mấy in EU nó không rẻ được nên là có chị đau chị đau là chị cay mình có nhiều hôm chị đau hỏi là không giảm trả lời luôn bởi vì thực sự là chưa chưa chốt được giá bởi vì nếu mà nó về nó về mà 55 60 triệu thì chúng ta sẽ bị gọi là ở ngoài thế giới nên là chúng ta <laughs> rất mà bây giờ chúng ta có rồi nhé à, khi mà làm sản phẩm thì chúng tôi cũng chiến đấu rất là kịch liệt để 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 luôn nói với người ta rằng ở Việt Nam à, thu nhập bình quân đông người chúng tôi không không được như Hàn Quốc hay là Nhật hay là tại châu Âu nên là cái giá cả nó cũng phải gọi vừa phải rồi ok tôi sẽ quay lại trả lời một số câu hỏi lướt lướt nhé để ra sao chúng ta sáng phân khác à hơi dài nhỉ hôm nay hơi dài hơi dài tôi sợ nói dài lắm tôi tôi có học học anh trung như anh trung anh nguyễn xuân trung ấy. tôi học anh trung về các cái trình bày presentation ấy. thì bài hôm nay chắc anh trung sẽ cho tôi ba điểm dài quá <laughs> rồi à thấy mọi người nói về cái này là à, đổi Nâng cấp sản phẩm Đó rất nhiều người anh chị không biết nhé Anh chị không biết thì các anh chị có các sản phẩm cũ mà các anh chị muốn lên đời Các anh chị cứ gọi ừ, Hotline sẽ hỗ trợ các anh chị lên đời Đó Một cái lên đời này là sẽ giúp cho anh chị Và lên đời nó sẽ renew bảo hành Tức là lên đời các anh chị lại bảo hành được một bảo hành mới Nên là Là một cái mà không phải công ty nào cũng làm được nhé Rồi Ok Các câu mà khen thì tôi không đọc nữa Bởi vì chúng ta những người mà đã đã làm ăn với cô Chen lâu nay rồi thì chúng ta hầu hết là chúng ta sẽ rất là happy thôi, happy thôi. À, còn còn những người mà không làm ấy, cũng cái, cái 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 thì là cũng sẽ sẽ gặp vài vài vấn đề. Tức là những ai mà không bản chuyên như cô Chen ấy, thì à, họ họ sẽ bị lo lắng, bị lo lắng. Ví dụ nhiều khi là à, khách hàng nó quên bật nước nguồn đó, là gọi cho mentor xong mentor hoảng quá, hút rồi không biết bị làm sao gì. gọi cho cô Chen, cô Chen nửa đêm cô Chen không ai nghe máy cả, thế nên là rất là hoảng loạn nhưng tôi vẫn nhắc lại các anh chị là không lo nếu mà không có ai nghe máy thì sáng mai các em hotline sẽ gọi lại các anh chị mà nếu các anh chị họ em hotline chưa gọi anh chị các anh chị lại gọi thêm lần nữa về giờ hành chính thì các em sẽ giải quyết hết tất cả những vấn đề lo lắng của anh chị trong trường hợp xấu nhất tôi Trang trả lại tiền cho khách hàng cho nên là các anh chị khi mà gặp một sự cố đừng có hoảng loạn bởi vì một cái hoảng loạn thì nó sẽ mất vui cho cả tất cả mọi phía mất vui cho anh chị mất vui cho khách hàng mất vui cho cả bên cu rồi thậm chí là phiền đến cả 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 cái bộ máy lãnh đạo của Ropi nữa Nên là các anh chị gặp sự cố Cứ bình tĩnh Bởi vì các anh chị biết là à, Không phải làm ăn mà trong cuộc sống Nó sẽ có những cái gì đó bất ngờ Mà chúng ta không biết trước Đó là chuyện bình thường Thiết bị cũng như vậy à, Chúng ta cũng như vậy Thỉnh thoảng à, Thỉnh thoảng đi đâu đó Về nhà vợ tôi hỏi Em vừa nghe bọn nó đồn Anh chở con nào đi chơi đây Đấy không thì tôi drama <laughs> nó có thể đến bất kỳ lúc nào mà rõ ràng là tôi ở công ty về ví dụ như vậy thôi tức là những cái gì nó xảy ra trong, trong cuộc sống là những thứ chúng ta không lường trước được nhưng mà chúng ta phải bình tĩnh chúng ta phải bình tĩnh vì chúng ta biết rằng này à, cô đứng sau các anh chị cho nên nếu như có cái gì đấy không may cô chen sẽ hỗ trợ các anh chị và nếu trong trường hợp xấu quá cô chen trả tiền cho anh chị nhé rồi <laughs> dùng nồi áp suất bị nhão thì cái này là cái mà à, rất là dễ thôi rất là dễ thôi các anh chị gọi hotline đi cái này thiên về kỹ thuật quả nhão thì chúng ta bớt nước đi tí hoặc là thay đổi thì hotline sẽ hỗ trợ các anh chị nhé những gì thiên về kỹ thuật quả chúng ta không trả lời đấy và tôi khẳng định nó không bị nhão được à, cơm chúng ta nấu cơm ấy nồi áp suất nó rất là kín cho nên nếu chúng ta nấu nồi hơi nồi thường ấy mà là cái mức nước à, mức nước thì chúng ta hạ mức nước so với nồi thương một chút đấy nó áp suất là như vậy thì nó sẽ nó sẽ vì nó không tốn nhiều nước như nồi thường. Đó, nên là các anh chị nếu các anh chị đổ bằng nồi thường thì nó sẽ hơi bị nhão, cho nên các anh chị bớt nước hơn nồi thường một chút thì vài lần các anh chị đóng bằng cốc thì anh chị sẽ quen, anh chị nấu nó sẽ rất là ngon. À đó, hoặc là lúc mà anh chị đổi cứ gạo, tức là anh chị mua gạo A sang gạo B, gạo C thì các anh chị sẽ bị cái ngày hôm đó các anh chị sẽ bị bất thường một chút thì chúng ta sẽ chỉnh chỉnh nhá. Đó. Vì à, gạo ấy thì nó có độ ẩm nó khác nhau của mỗi nhà sản xuất khác nhau hoặc là mỗi một loại gạo tính chất nó khác nhau thì nếu nó ướt thì chúng ta bớt đi tí thì nó khô chúng ta tăng lên tí thôi cái đấy nó, nó đơn giản thôi còn nếu mà chúng ta nấu nó chưa ngon thì hãy gọi hotline hotline sẽ hướng dẫn các chị tăng áp suất lên một chút để cho nó dẻo hơn hoặc là nhiều người thích ăn bột ấy, thì chúng ta sẽ giảm áp suất xuống cho nó bột hơn đó đó là cái mà nuôi áp suất chúng ta làm được mà hãng khác không làm được đó các anh chị biết là nuôi chúng ta là multi level pressure tức là có nhiều cấp độ áp suất còn nội áp suất thương nó là gì nó là nội áp suất uh, double double pressure tức là hai hai cấp độ áp suất chúng ta có multi tức là chúng ta chỉnh được áp suất đó hỏng bàn hơi nước mà là hơi nước thì đã rơi cảng rồi sắp có nha anh chị nhé dụng cụ nấu ăn cũng sắp có nhá dụng cụ nấu ăn uh, tủ lạnh thì cũng xin lỗi một lần nữa xin lỗi các anh chị là hứa nhiều mà thất hứa nhiều quá uh, lần này là không thất hứa nữa ừ. rồi Ok. <laughs> Tủ lạnh là mất make in EU mà là nó sẽ giá nó sẽ tốt nhất trên thị trường. Rồi. Ok, ok. Rồi, Được. xin uh, trả giống lại cho chị nhấm đã. Các câu hỏi tí nữa này nói chuyện tiếp nhé anh chị nhé. Rồi, xin trả lại cho anh. Chị. Rồi. À, cảm ơn anh Lâm rất là nhiều. À, các anh chị em chúng ta các anh chị em mentor, chúng ta nghe những cái chiến lược vừa rồi anh Lâm vừa mới chia sẻ thì chúng ta có không biết là các anh chị có cùng cái cảm xúc giống như nhầm hay không? Đó là nó cứ đi từ cái từ cái cái goal này cho đến cái wow khác các anh chị, từ cái chương trình này đến cái chương trình khác rồi từ cái sản phẩm này đến cái sản phẩm khác. Nó thực sự rất là tuyệt vời các anh chị ha. và nếu như mà các anh chị chưa chúng ta chưa đội nhóm của mình chưa thực sự là quan tâm đến lai hàng này thì em nghĩ rằng là à, bây giờ thời điểm này là cái thời điểm mà chúng ta bắt đầu rất là tuyệt vời ngay anh chị rồi à, và cái chương cái, cái chiến lược cũng như là những cái sự chia sẻ của anh Lâm vừa rồi á thì nếu như các anh chị em chúng ta có ý kiến à, gì về cái, cái chương trình hoặc là chúng ta chưa rõ cái chỗ nào á thì các anh chị em có thể là À, chúng ta comment lên khung chat các anh chị hoặc là lát nữa thì các anh chị có thể là trao đổi trực tiếp với anh Lâm à, các anh chị nhé à, còn à, bây giờ á, thì à, nhắm thấy là ở trên khung chat là có rất là nhiều cái câu hỏi về sản phẩm thì ở đây à, rất là thông, rất là muốn các anh chị thông cảm ở chỗ là à, do cái chương trình hôm nay của mình là à, chúng ta cùng nhau bàn về cái chiến lược để chúng ta à, cùng nhau chúng ta phát triển ở cái quý tư này à, cùng với Robbie uh, xây dựng lên một cái kỷ lục như chị. Uh, cho nên là chúng ta sẽ tập trung vào cái chiến lược các anh chị nhé. Còn những cái sản phẩm chúng ta hỏi về sản phẩm thì uh, em Tấn Hòa có gửi lên uh, công chat một cái uh, một cái cái link và các anh chị có thể đặt cái câu hỏi, điền cái câu hỏi vào đấy và uh, Chen sẽ trả lời trực tiếp với các anh chị luôn ạ. Uh, alo các anh chị để mà giải đáp cùng với các anh chị hoặc là có thể là gửi gửi tin gửi email cho các anh chị <laughs> còn bây giờ thì chúng ta sẽ tập trung vào cái chiến lược các anh chị thì trước khi mà chúng ta cùng nhau chúng ta thảo luận thì nhâm muốn là mời lên đây một người chị một người chị mà đã đồng hành cùng với cu chen ngay từ ngay từ những cái thời điểm đầu anh chị và cùng với cu chen thăng trầm luôn đó các anh chị phát triển như thế nào và đi hướng đi như thế nào thì cũng từ cái người chị này người mentor này đã là đồng hành cùng với cô Chen. và ở đây thì rất muốn chị có thể cho ý kiến trước về cái chiến lược của cô Chen, cũng như là cái sự đồng hành của chị cùng với cô Chen vừa rồi thì đó là chị giang thị ạ rồi có lẽ là em xin mời chị Giáng Thị à, à, cho xin cảm ơn cảm Đấy. ơn Lâm nhé à, xin chào à, Thưa Lâm xin chào tất cả các anh chị à, hôm nay phòng dùng của chúng ta rất là đông ạ mời à, một của chúng ta vào rất là đông và sau khi nghe anh Mai Lâm anh chia sẻ thì không biết là các anh chị có cảm nhận như thế nào và ở trong đây thì bao nhiêu à, Uh, mentor của chúng ta đã sử dụng uh, bao nhiêu đồ của Chen rồi thì chúng ta có thể comment trên công chat được không ạ? <laughs> uh, nhà các anh chị uh, bản thân các anh chị nhé. chứ còn uh, tin thì chưa hỏi mà hỏi tất cả các anh chị uh, mentor ở đây, anh chị đã bao mua được bao nhiêu món rồi? Các chị có thể là comment trên công chat được không ạ? Uh, rất là nhiều anh chị em đã mua rất là nhiều rồi và thế mỗi lần mà Gucciên mà uh, ra sản phẩm mới thì là mình mong ước là đúng là phải 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 xây nhà phải xây nhà được phải xây nhà thiết kế thế nào để được hết đồ của chen. à, chắc chắn là là cái cái mong ước là thì phía cũng sẽ cố gắng là mình làm sao mà kiếm được nhiều tiền để mình xây cái nhà đẹp và à, full đồ của chen mà thật là rất là thịnh to như vậy và phía đã đồng hành cùng với Rocky được cả gần 3 năm rồi chỉ còn hơn 1 tháng nữa là tròn là ba năm thế và ngày nào phía vào lớp và cũng là ngày đó mà Thía gắn bó với với cô và sau 3 năm thì phía vẫn ở đây và vẫn vẫn khẳng định với tất cả mọi người ở trên các cái buổi zoom là sản phẩm của cô là vô cùng tuyệt vời và phía cũng như là à, team đội của mình mọi người đều đều rất là yêu cô một tin team, team là yêu cô mê cô và tin thắng cô thì đấy là để một để mọi người có thể là nếu những ai mà chưa chưa quan tâm đến sản phẩm Kuchen hoặc là chúng ta chưa dùng sản phẩm sen tin chưa kinh doanh về sản phẩm của Kuchen cũng như là chúng ta chưa dành nhiều thời gian cho Kuchen thì các anh chị em có thể là là qua đó để tham khảo còn đối với giang phía thì cũng không phải là à, mọi người cứ nghĩ là là cái sản phẩm mà giá trị cao như vậy thì có thể là cái đẹp khách hàng hoặc là những người mà mà phải là có một cái mối quan hệ rồi mà có cái vị trí cao mới có thể bán được mà trong khi hai phía thì có rất là nhiều người ở các cái vị trí khác nhau rồi các ngành nghề khác nhau rồi các vùng miền khác nhau và các cái điều kiện kinh tế khác nhau nhưng mà phía rất là tự Hà bởi vì sau khi mà mình đã rút đi và đặc biệt là gắn bó với làng Cố Trang thì đã gọi là là gọi là giáo dục cho thị trường đấy gọi là cái nâng tầm cuộc sống của tất cả các anh chị em khi mà đã vào rất nhiều người là điều kiện kinh tế còn khó khăn Thậm chí có người là còn phải đi thuê nhà mà nhà cũng không được uh, có điều kiện lắm đâu nhưng mà khi thì cũng đã đã dùng những cái sản phẩm cô và sau đấy thì cũng đã kinh doanh thành công với các cái sản phẩm của cô thì như vậy để thấy được rằng là nay à, hàng cô của chúng ta là ngân hàng mà về chất lượng về à, độ an toàn rồi về sứ mệnh tầm nhìn cũng như là cái sản phẩm xu hướng cũng như là việc hỗ trợ cho các anh chị đối tác thì à, trong cái thời gian vừa qua cũng đã minh chứng rồi ở đây thì cũng có thể có một số anh chị em là chúng ta cũng chưa quan tâm nhiều hoặc là chúng ta à, tin độ của chúng ta cũng chưa đi học nhiều thì cũng có thể là còn một vài có có một vài người có ý kiến, có vài người hoặc vài tin có ý kiến. Nhưng mà đối với về trang trí thì mọi người đi học rất là à, rất là chăm và mọi người rất là hiểu và họ tư vấn rất là tốt bởi vì các cái thiết bị của Vuca là thiết bị thông minh. Thì nhiều khi thế hay chơi mọi người là thiết bị thông minh nhưng mà con người không thông minh cho nên là chưa sử dụng được thiết bị thông minh. <laughs> Ví dụ như con robot mà nó bị cái mắt thần nó bị che đi nó không chạy <laughs> nhưng mà rất là nhiều người cứ kêu lên là à, làm sao mà nó không chạy được. Nhưng mà nó chỉ là cái lỗi rất là nhỏ thôi nhưng mà chúng ta thì chỉ cần lau cái mắt đi, đi hoặc là gì? hoặc là chúng ta lắp tay nó chưa chạy thì nó cũng không có chạy thì nó rất là thông minh như vậy rất, rất là an toàn như vậy hoặc là cái máy máy cửa hạt cũng vậy nên là chúng ta nắp móc cưa nó không vào nó cũng không chạy luôn nó cũng báo lỗi thì thì đấy là thiết bị của chúng ta rất là thông minh mà à, sản phẩm này rất là phù hợp với xu hướng của người tiêu dùng và tiến tới thì chúng ta thấy việc là à, mọi người mọi gia đình đều hướng tới tới sản phẩm chất lượng sản phẩm an toàn và à, xu hướng là mọi người sẽ dùng rất là nhiều và ở đây thì rất nhiều à, các anh chị trong team một giang tía cũng đã tư vấn cho những khách hàng khi mà họ dùng bằng một số các sản phẩm giá giá vừa phải đấy giá những sản phẩm kẽo của cô và sau đó từng bước từng bước thì có những gia đình có những nhà là họ họ, họ dành tiền đó. họ làm họ dành tiền và họ thắng dần dần từ từ các sản phẩm của cô trang và họ yêu cô trang là đến nỗi là họ nói rằng là cứ làm để kiếm tiền để sau đấy là chỉ thích là dùng các cái sản phẩm mà ở của nhà cô trang thôi thì như vậy là cái thực tế đã chứng minh như vậy rồi và đối với tim của giang phía thì mọi người một là cũng rất là quan tâm học tập rất là nghiêm túc và tư vấn cũng rất là nhiệt tình trách nhiệm và đối với bên cô chen thì anh mai lâm thì mọi người cũng đã đã được gặp ở trên zoom rồi rất là gần gũi rất là thân thiện và hỗ trợ mọi người hết mình và phía đã được gặp rất là nhiều lần rồi và ở đây các anh chị anh mentor đã gặp rồi thì thấy là anh mai lâm là anh hỗ trợ nhiều khi là nhiều khi là có các cái chương trình mà À, để cho cái, về cuối tháng mà để cho các đồng đội thì, à, của chúng ta về đích thì thì cô Chen cũng đã hỗ trợ nhiều khi là với bằng với cái giá gọi là lỗ để hỗ trợ cho các anh chị em đối tác để và tạo cái phễu sản phẩm và cái tạo cho các cái khách hàng cũng như đối tác của chúng ta trải nghiệm sản phẩm ấy, thì đã hỗ trợ rất là rất là nhiệt tình và cũng từ đó thì đối đối với team của ta Tía thì, thì mọi người ở đây thì anh chị em vào cũng rất là đông và mọi người đã kinh doanh cũng rất là thành công rất là thành công và đối với sản phẩm thì mọi người biết rồi à, cùng với công ty chăm sóc công, công ty tư vấn và quan trọng là khi mà chúng ta đã trải nghiệm rồi chúng ta tư vấn thì lúc đấy là chúng ta sẽ tư vấn nó sẽ, sẽ được mọi người cứ mà cứ nghĩ là là sản phẩm ra cao là khó bán nhưng mà thực tế là chúng ta trải nghiệm và chúng ta đã đã dùng đã tin rồi thì lúc đấy là bán hàng rất là dễ và có có những người mà bán rất là giỏi rất là là hai ba năm nhưng mà tháng nào cũng dân chỗ phú gen cũng phải vài trăm triệu thì như vậy là là như vậy là nó uh, cái chất lượng và cái mọi thứ là ở đây chúng ta đã được khẳng định và đã được minh chứng rồi thì cái chiến lược cuối năm thì đối với phú thì có rất là nhiều các cái chiến lược mà ở đây thì phía cũng đã đã thấy được là sẽ quan tâm đến các anh chị em đối tác rồi đặc biệt là trong cuối tháng 10 để anh chị em về đích này và tháng 11 là chúng ta sẽ cùng uh, cùng với cô trang cùng với Lopi để chúng ta sẽ cố gắng là đưa đưa cái doanh số của chúng ta để vượt cái kỷ lục là 126 tỷ có nghĩa là ít nhất là chúng ta sẽ đạt được 127 tỷ và chúng ta lại làm cái việc là chúng ta có những cái đơn hàng và cái doanh số cao để hỗ trợ cho các trẻ em ếch thì như vậy là cái việc làm của chúng ta rất ý nghĩa và cái hơn hết cái, cái hơn hết là các anh chị hình dung là khi ta tư vấn được cho Là vấn các anh chị và đồng đội của mình thì sau khi mà À, cái dịp cuối năm này là cái thời điểm mà chúng ta bắt đầu và thiếu ngày xưa cũng cũng vào cái đây ba năm là thiếu cũng vào dịp cuối năm và chính cái dịp cuối năm này đã giúp cho thiếu là mình bùng nổ về các cái sản phẩm của cô à, và đây là cái dịp mà rất là nhiều người nhà nhà người ta cũng chuẩn bị tiền để người ta sắm những cái đồ dùng gọi là có giá trị cũng như là rất là nhiều gia đình họ về nhà mới để và sau đó thì chúng ta biết được là cái thời điểm cuối năm là cái thời điểm mà tạo đà cho năm sau tạo ra cho năm sau để chúng ta phát triển được và khi mà đã phát triển được các anh chị hình dung là à, với những cái sản phẩm mà chúng ta đã đã ra được đơn rồi đã đã trải nghiệm được rồi thì ra đơn rồi thì cái việc mà phát triển thì nó đơn giản lắm nó dễ dàng lắm à, còn mình cứ nghĩ là khó thì nó sẽ khó nhưng mà thực chất là mình quan tâm mình làm thì chắc chắn là nó sẽ sẽ phát triển được thì với cái kinh nghiệm của phía cũng như là team của giang phía trong cái thời gian vừa qua và đã 3 năm rồi 3 năm có thể khẳng định được cho mọi người rằng là à, cái quá trình phát triển như vậy nó cũng không phải là ngắn, Nhưng nó không quá dài nhưng cũng không phải còn là ngắn nữa để chúng ta khẳng à, định và những cái đồ mà khi mà tía đã dùng đã trải nghiệm cũng như là à, cùng đồng hành với cái khách hàng của mình cho đến bây giờ là 3 năm thì mọi người cũng rất là vui vẻ, rất là vui vẻ đấy à, và ở đây thì cũng cũng yêu cầu là chúng ta phải quan tâm và phải à, phải hỗ trợ được uh, cho họ nữa và hướng dẫn cho họ ở đây thì đối với cô Trang thì thì thấy là mọi người hướng dẫn là hỗ trợ nhiệt tình rất là nhiệt tình thậm chí là có những cái sản phẩm mà uh, khi mà chứ không có nhiều thời gian lắm thì phía cũng gửi cho các bạn là các bạn nhờ các bạn tư vấn chốt cho khách ấy là gọi gọi cho khách luôn đấy là chốt thì các bạn ấy cũng đã cũng đã chốt được hỗ trợ hết mình như vậy và gọi điện và cũng tư vấn hướng dẫn cho mọi cho các khách hàng cũng như đối tác của chúng ta rất là nhiệt tình thì như vậy và đặc biệt đặc biệt là việc đặc biệt là trong cái đợt này thì thấy thấy được là là rất là nhiều khuyến mại này và có cái chương trình thưởng tuần thưởng tháng thưởng quý thì cái cái cái, cái uh, quà tặng nó khủng uh, vô cùng khủng luôn đúng không ạ chúng ta gọi là là thưởng đúc luôn đấy thưởng đúc luôn Thì như vậy là cái không có cớ gì để chúng ta lên chiến được nhưng mà để mà để mà để mà phát triển được thì các anh chị cũng phải thực sự là nghiêm túc ở đây chúng ta là muốn đồng đội của mình phát triển muốn hỗ trợ cho cho mình cho đồng đội của mình phát triển là chúng ta phải nghiêm túc và ở đây anh Mai Lâm đã chia sẻ rồi các anh chị chỉ cần một nhóm một team à, vài người thì cô Trang cũng sẽ hỗ trợ cho các anh chị là có thể mở zoom có thể đào tạo có thể hỗ trợ như vậy là là hết mình vì đối tác ạ hết mình vì đối tác để sẵn sàng để các anh chị có thể là à, chúng ta vừa tham khảo những cái người mà đã thành công đi trước được lắng nghe rồi để được nghe công công ty chia sẻ về sản phẩm rồi để nghe chiến lược và cũng được nghe những cái người mà thành công họ làm họ làm rất tốt rồi thì chắc chắn là à, các anh chị sẽ các anh chị sẽ 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 thành công thôi chứ không có không có cái gì mà mình không phải tin tưởng được vì ở đây là ở đây ai cũng có thể thành công tin phía đã từng như vậy rồi và có những người xuất phát điểm rất là thấp và điều kiện như thế không có nhưng mà bây giờ mà nếu mà để cho cái, những người mà có phi dầu nhất xã đấy người ta cũng không có người ta cũng không có cái sản phẩm như thế bạn nhà bạn đấy thì cái điều đấy là cái điều hạnh phúc nhất đúng không ạ cái điều đấy là cái điều hạnh phúc và rất là mong là chúng ta sẽ dần dần giáo dục của thị trường và chúng ta sẽ là những cánh tay nối dài để giúp cô chen giúp anh mai lâm là đưa những cái sản phẩm mà uh, thực sự là tuyệt vời đến cho người dân Việt Nam và tới đây thì chúng ta có nhiều thêm nhiều sản phẩm nữa thì đấy cũng là những sản phẩm phễu sản phẩm chiến lược mà thứ thấy là rất là gần gũi rất là mọi người mình có rất rất dễ có thể ra đơn được thì anh chị em chúng ta phải bắt tay vào và với với cái việc là chúng ta ra đơn chúng ta có phát triển thì chúng ta cần có sự chiến lược và có có cần có sự hỗ trợ để để chúng ta cùng đồng hành phát triển thì ở đây hôm nay à, đấy là ý kiến của Giang phía và rất là mong là cô chị em cũng sẽ hỗ trợ sát th sao hơn nữa và rất là mong anh Lâm là những cái sản phẩm ở đây là à, mùa cuối năm rồi cố gắng là làm sao để cho anh chị em thỏa sức được kinh doanh để làm sao mà cái tháng 11 của chúng ta tháng 10 này đẩy doanh số này và tháng 11 sẽ làm cái tháng mà không chỉ là à, đài là OP là kỷ lục về về doanh số mà cô chị em chúng ta cũng thực hiện về kỷ lục về doanh số và áp sát cùng với các đối tác để chúng ta có thể là à, về đích à, thành công ngoạn mục và có cái chiến lược phát triển trong cái thời gian tới thì rất là mong Ông Lâm cùng với lại team Pucheng cùng hỗ trợ tất cả các anh chị và rất là mong tất cả các anh chị ở đây chúng ta à, chúng ta hãy bắt tay vào để chúng ta thử xem là chúng ta đã nếu ai chưa làm ai chưa sâu thì chúng ta thử đi và thử đi chắc chắn là sẽ thành công thôi và khi khẳng định với tất cả các anh chị như vậy và rất là cảm ơn anh Lâm cũng đã hỗ trợ cái chương trình buổi tối ngày hôm nay xin được kết lại cho cho nhau nhé xin chào mọi người rồi em cảm ơn chị ạ À, một người chị mà <laughs> à, phải nói rằng là rất là yêu cuchen các anh chị à, cứ thể mà nói về Chen là chị thì chắc chắn là là sẽ là số một rồi các anh chị <laughs> rồi à, và có lẽ là những cái những cái lời nhắn nhủ cũng như cái lời nhận xét của chị Thía thì có lẽ cũng là thay lời thay lời của anh Lâm cũng nhận lời của cô Chen với anh chị là rất là mong muốn à, mong muốn nhìn thấy cái sự à, đồng hành, cái sự cam kết đồng hành của các anh chị à, để mà cùng với cô Chen chúng ta à, tạo được một cái kỷ lục mới, à, tạo cho à, Ropy à, đạt được cùng với Ropy để đạt được cái kỷ lục đặt ra anh chị ha. Thì à, một lần nữa thì rất là cảm ơn à, chị Thia à, với à, những cái à, với những cái lời tâm sự vừa rồi. Rồi, à, thì à, không biết là các anh chị các anh chị mentor à, chúng ta đang ở trong phòng zoom thì chúng ta có ý kiến gì nữa không các anh chị chúng ta có ý kiến gì về chiến lược nữa không ạ à, về cái chiến lược mà anh Lâm chia sẻ thì nếu các anh chị mà chúng ta đang còn thắc mắc cái điều gì đó và mong muốn cái điều gì đó thì các anh chị à, chúng ta có thể nói trực tiếp ở đây có anh Lâm thì anh Lâm sẽ là trả lời trực tiếp với các anh chị luôn hỗ trợ các anh chị rõ ràng luôn các anh chị để chúng ta nói anh chị thế là chúng ta bắt tay vào chúng ta làm luôn nghe anh chị <laughs> rồi, nếu các anh chị có ý kiến thì các anh chị giơ tay để nhâm có thể mở mic và các anh chị có thể trao đổi trực tiếp với anh lâm các anh chị ha rồi còn những cái câu hỏi về sản phẩm á, thì các anh chị cứ yên tâm là chúng ta điền tên vào à, điền cái nội dung vào trong cái cái link em hòa gửi thì sẽ là sẽ được hỗ trợ các anh chị ha rồi và nhóm thấy hình như là các anh chị chúng ta cũng có một cái cảm nhận giống như là chúng ta đang đang bắt đầu hình dung ra cái bước tiếp theo mình sẽ làm gì chứ không còn thắc mắc gì nữa đúng không anh chị Có anh chị nào không ạ à? rồi à, vậy thì nếu như mà các anh chị chúng ta đã rõ rồi á thì có lẽ là cái buổi tối hôm nay là thực sự là ý nghĩa anh chị và tròn ý thưởng, nghĩa ơi, đừng quên quay thưởng nha ơi vâng <laughs> và tròn <laughs> <laughs> ý nghĩa tròn thực sự là tròn ý nghĩa và thực sự là là tuyệt vời và thực sự là một cái lời tri ân rất là tuyệt vời trong buổi tối hôm nay anh chị ban đầu thì cô Chen nói rằng là khi nào mà nếu như mà doanh số mà à, nếu như mà uh, à, hôm nay á, Mà lên con số 200 á, Thì là sẽ có cái phần quà Lớn Thế nhưng mà bây giờ vẫn không được 200 anh chị. Vẫn không được 200 Nhưng mà BDB Jen vẫn chơi lớn anh chị nhá. Vẫn chơi lớn là Chúng ta sẽ có 5 phần quà Là cái lời tri ân Mà anh Mai Lâm à, BDB Jen gửi đến Các anh chị mentor anh chị và các anh chị chúng ta sẽ cùng nhau chúng ta điền link đi các anh chị chúng ta cùng nhau điền hết chưa các anh chị à, để mà <laughs> để mà nhận về phần quà các anh chị ha à, và phần quà trong tối hôm nay sẽ là cái phần quà mà nhâm nghĩ rằng á, là mọi người ai cũng rất là thích đó là cái cái sản phẩm vừa mới mới nhất mới nhất ở trên kề Rocky <laughs> mới nhất của cô Chen mới lên kệ Raffi anh chị không biết các anh chị có đoán ra đó là cái sản phẩm gì không anh chị năm vừa qua các anh chị à, đó là máy xay sinh tố mini nghe gì ha à, không biết là sẽ hôm nay sẽ ai sẽ là anh chị may mắn đem về cái máy này à, tất nhiên là đi kèm với lời viết ơn của cô Chen <laughs> nghe anh chị ha à, và rồi à, vậy thì um, chắc là các anh chị lại điên xong chưa ạ? Điền xong rồi thì nhâm cùng với Tấn Hòa sẽ 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 quay xem thử là trong cái buổi tối hôm nay thì 180 các anh chị em chúng ta ai là người may mắn nghe chị ha. <laughs> à, xin giới thiệu với anh chị một chút là cái không biết là cái hôm ra mắt thì tôi cũng không có mặt hôm nay tôi ở Hàn Quốc. Thì uh, cái máy uh, sinh tố mini của chúng ta ấy là cái nếu mà, chắc là mình cũng nói rồi cái bình của nó là làm bằng titan thì tôi thấy một số anh chị em là, là 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 quảng cáo làm các clip quảng cáo thì nó không đúng tức là nhựa nguyên sinh này nó không đúng titan nhé titan là cái nhựa số 7 là cái nhựa cao cấp nhất tức là nó không có chất độc nó nó rơi nó không vỡ và à, các anh chị cho thực phẩm nóng vào nó không hỏng bỏ vào máy rửa bát nó không nó nó không không bị làm sao cả à, và chứ không phải là cái máy sinh tố mini nào nó cũng giống nhau các anh chị nhé nhìn thì giống nhau nhưng mà không giống đâu máy của chúng ta vật liệu khác hẳn rồi ạ à. xin trả dung lại cho em nhâm rồi em hỏi anh lâm là có còn nói gì nữa không thì anh lâm bảo là không thế là đủ rồi <cười> <cười> nhưng mà với một cái sản phẩm mà phải nói rằng là nó là một cái sản phẩm đầu phễu của mình cực kỳ tuyệt vời đúng không các anh chị thì có thể là anh Lâm không thể không nói được bởi vì hôm ra mắt anh Lâm không có mặt hay anh chị rồi à, cho nên là bây giờ anh Lâm phải nói vài câu rồi à, bây giờ chúng ta sẽ vào vòng quay nhé các anh chị được chưa à, các anh chị điên hết chưa ạ bây giờ chúng ta vào cái vòng quay may mắn vào cái phần quà của Kuchen Chen anh chị rồi các anh chị đã sẵn sàng đúng không ạ À, và trong cái lúc um, em hòa quay thì có lẽ là anh Lâm sẽ ngồi đếm xem thử là ai là người uh, giảm <laughs> và uh, có thể là điền cái 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 dòng đã công vân lên một cái dòng đó là tôi tôi cam kết sẽ đồng hành cùng trên ở trên khung chat cái gì nhá trong cái lúc quay thì anh lâm anh sẽ ngồi đếm cái dòng đó ở trên cái cái khung chat à, và rất là mong các anh chị em chúng ta 180 các anh chị em chúng ta à, sẽ có là 180 cái dòng comment đó được không các anh chị à, ai là người comment trước thì chắc chắn là hôm nay sẽ may mắn các anh chị rồi anh Lâm ơi, anh đếm đi nha Xem thử có đủ 180 không anh nhá Rồi Và Hoa à, như Hoa Hoa sẽ bắt đầu cái vòng quay Hoa ha Được, được chưa Hoa Vì quà lớn quá cho nên chắc là vòng quay nó cũng hơi chậm chút anh chị. anh lâm anh điểm được bao nhiêu cái bao nhiêu cái cái cái, cái dòng tôi cam kết đồng hành cho anh lâm ơi điểm không nổi đâu chắc, chắc gần trăm rồi. <laughs> rồi Các anh chị em chúng ta chờ tỉnh hoa một chút. Rồi, được chứ Hoa? Chúng ta sẽ bắt đầu vòng quay thứ nhất nha các anh chị. Không biết là người comment đầu tiên có được <laughs> có được là người may mắn là <laughs> là người may mắn đầu tiên trong cái vòng quay này không hay anh chị? Thôi vòng quay không có tiếng à? Thôi. à, nhâm xin chúc mừng chị Vũ Thị Yến mentor Vũ Thị Yến à, số cuối điện thoại là 7809 chị Yến ơi chị Yến có ở trong Zoom không chị Yến ơi chị Yến là người may mắn đầu tiên và rất là muốn nhìn thấy chị Yến giơ tay chị Yến, chị Yến, có không ạ diễn mà không giơ tay nhâm điểm đến 3 mà không giơ tay là nhâm sẽ nhường cái phần quà này lại cho cho mentor khác chị yến ơi có không chị yến rồi hình như là rồi chị yến giơ tay rồi ạ à. rồi chúc mừng chị yến được cái máy xay sinh tố mini đầu tiên Rồi chúng ta còn bốn cái máy xay sinh tố mini nữa các anh chị và chúng ta sẽ đến với cái máy xay sinh tố mini thứ hai các anh chị ha Rồi, hoa bắt đầu vòng quay thứ hai đi. Nhà ai mà có một cái máy xay này là chắc chắn là sẽ chốt được rất nhiều cái máy xay các anh chị. <laughs> Chúc mừng mentor Hương Yên Thành. Nhà là người... Hình, hình như nó không công bằng nhá Vừa thấy Hương Yên Thành gọi cho nhắn trên Zoom là dọa tuần hoa mà chị không được là... Là, là chị uh, sẽ bóc phốt em thế là được luôn cái này là chắc Tuấn hoa có cái gì rồi có gì dễ phốt rồi <laughs> vừa thấy hương dọa cái đó, giáo nó tự nhiên là vào tại hương luôn chắc tấn hoa nhiều phốt quá <cười> <Đây>. <cười> kiểu này cái này chắc hương yên thanh phải phải tí nữa phải giải trình với các anh chị mentor <laughs> Rồi, uh, chúc mừng Hương Yên Thành. Uh, và chúng ta sẽ đến với uh, cái máy xay sinh tố thứ ba các anh chị ha. Ai à, đây ạ? <laughs> Mentor nào đây ạ? Rồi, chúc mừng chị Tết Lan. Uh, số cuối điện thoại là 7728 chị tiết lan ơi cái tay của chị giơ lên đi ạ à. nếu mà chậm là sẽ vào quà vào người khác đấy chị chị lan ơi chị lan đâu ạ à? Nhắm nhâm điểm nha chị lan ơi nhâm điểm nha các anh chị ba hai Chị Lan. À một hồi không thấy chị Lan đâu cả. Rồi, à, xin đâu ạ? À? Nhâm có thấy Chị Lan chị con ở trong Zoom thì chị giơ tay đi ạ, à? em không nhìn thấy cái comment của chị cũng và chị giơ tay đi để để mọi người cùng chúc mừng chị ạ. À. Rồi à, Nhâm điểm lại cho chị Lan nhá <laughs> Nhem điểm uh, từ 3 đến 1 cho chị Lan nhé. Còn nếu chị Lan không giơ tay được thì sẽ là trao phần quà này lại cho người khác bởi vì mình nhận quà nên phải giơ tay để mình mới nhận được nhé chị Lan nhé. 3 2 1 Rồi, em quyết định là sẽ nhường phần quà này lại cho người khác bởi vì không thấy tay chị Lan đâu cả. Và chúng ta sẽ quay lại cái phần quà thứ ba các anh chị ha. Chúng ta sẽ quay lại phần quà thứ ba ạ. <laughs> Rồi, Hoa chúng ta quay lại phần quà thứ ba nhé. <laughs> Nhưng thấy là nhiều Nhiều anh chị Cảm ơn chị Lam vì nhiều quà lại <laughs> Em thấy chị Lan có mở cam thì có hình dung đó chị Đâu rồi chị Nhưng <laughs> Chị Lam đâu ạ à? có có nhưng mà không tìm thấy ra tay. trời ơi. Có nhưng mà không tìm thấy ra tay. Rồi, ok chị Lan. Cảm ơn nha. Rồi, chúc mừng chị Lan cái máy xay sinh tố thứ ba. gì mà không biết chỗ để chưa đưa tay. Rồi, <laughs> okay. mất đúng không? Rồi chúng ta sẽ đến với cái máy xay sinh tố mini thứ tư anh chị. là ạ à? Cái anh chị mình sẵn sàng giơ tay đi chứ không là không có tay là không được nhận đâu ạ à. rồi chúc mừng Hà Thanh số cuối điện thoại là 9536 nhưng mà giải thưởng toàn vào người quen này là đôi khi là có vấn đề đây tận hoa ừ. <laughs> tôi thấy anh thấy toàn người quen em ở Tấn Hoa. Hà làm kiểu gì? Hà, Hà Thanh đâu rồi à? Hà Thanh, Hà Thanh ơi, chẳng lẽ Hà Thanh cũng không biết giơ tay? Rồi, ok Hà Thanh, Hà Thanh giơ tay rồi. Rồi chúc mừng Hà Thanh. À, và chúng ta sẽ đến với cái máy xay sinh tố mini cuối cùng. Thứ năm nha các anh chị bắt đầu đi hoa ai ai các anh chị ơi rồi chúc mừng chị Nguyễn Thị Thân số của em là 2644 hết hết chương trình Tuấn hoa giải giải trình cho anh về những người nhận thưởng hôm nay nha anh thấy toàn người thân của em thôi. Rồi. Chúc mừng năm anh chị năm chị chúc mừng năm chị tối hôm nay đã nhận được những cái phần quà tri ân từ cuchen và chắc chắn là các anh chị biết rằng là trong mặc dù là những cái sản phẩm của Chen có cái giá trị nó hơi cao Các anh chị có cái giá hơi cao Tuy nhiên đó thì trong các cái dung trong các cái chương trình thì cô Chen vẫn luôn luôn là tặng cơ hội trải nghiệm <laughs> với 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 các cái sản phẩm của Chen. Uhm, cho nên là hôm nay thì uh, là một minh chứng ngay chị. Hôm nay là một minh chứng. À, bởi vậy một nếu như các anh chị em mentor mà chúng ta chưa chưa tham gia dung cuchen chen bao giờ hoặc là đối tác đồng đội của mình chưa tham gia dung cuchen chen bao giờ thì các anh chị cứ yên tâm là cứ à, mời các bạn ấy đi học cứ chỉ bài các bạn bà ấy đi học ở dung cuchen chen anh chị đặc biệt là từ đang có cái chương trình là thưởng thưởng qua tuần đó các anh chị thưởng danh số tuần đó các anh chị thì cứ đến thứ tư cứ tối thứ tư là sẽ có cái chương trình đó à, hôm nay thứ ba thì tối mai là sẽ có cái chương trình trao quà quay quay số trúng thưởng cho các anh chị có danh số thì người tham gia cũng có quà anh chị cũng có ít nhất là một phần quà anh chị cho nên là à, rất là mong các mentor chúng ta sẽ quan tâm đến các cái chương trình đào tạo của chen à, kêu gọi đồng đội đồ của mình đi học bởi vì các cái sản phẩm của chen nói như chị thĩa là những cái sản phẩm mà điện tử thông minh nhưng mà cũng cần phải người người học và người chia sẻ một cách thông minh thì mới là dễ dàng chốt và chốt rất nhiều những cái sản phẩm của chen trên cùng một cái khách hàng anh chị ha rồi và không biết là anh mai lâm có nói gì nữa không ạ ờ, xin cảm ơn các anh chị rất nhiều chúng ta chỉ còn hai tháng nữa để về đích thôi nên là chúng ta sẽ tập trung vào những cái thứ mang lại nhiều hiệu quả kinh doanh cao nhất tức là chúng ta sẽ tập trung vào những cái thứ mà mang lại doanh số cao cho chúng ta đó là lời khuyên của tôi. thứ hai nữa là là mình mình cần phải nhanh chóng để mà thúc khuyến khích đồng đội để mà mà mình về đích không là trượt. Năm nay thì đây chúng ta chỉ còn hai tháng nữa thôi. Thì khi mà chúng ta có một cái đà kinh doanh cùng với các anh chị em ấy thì nó tạo một cái động lực rất là tốt và nó sẽ sẽ, sẽ phong trào nó đi lên nó, nó tạo hứng phấn cho anh anh chị em rất là tốt ngoài ra thì cô Chen cũng đã rất là hết mình đồng hành cùng với chúng ta trong 3 tháng cuối này là ngoài cái giải thưởng ngoài cái khuyến khích là khuyến mại rất là nhiều rất là nhiều cho nên là nhân dịp này thì chúng ta sẽ bùng nổ doanh số còn một lần nữa là khẳng định với các anh chị là mọi vấn đề khó khăn của anh chị thì cô Chen đồng, đồng hành cùng anh chị và mọi cái phát sinh gì xảy ra thì cô Chen đều đứng sau nên anh chị cứ yên tâm vào bán hàng thôi không 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 có vấn đề gì phải lo hết đó mọi việc đã có cụ chen đứng sau các anh chị và để mà nói là trong kinh doanh thì tôi cũng chơi rất là nhiều anh chị em trong nghề gia dụng và tôi cũng học hỏi được họ nhiều điều và tôi cũng khẳng định là để mà nói là hỗ trợ mà hết lòng với đại lý như cụ chen rất ít công ty có thể đạt được rất ít công ty có thể đạt được Đấy, các anh chị nhé rồi cảm ơn các anh chị rất là nhiều rồi, hẹn gặp lại các anh chị các dung khác rồi chắc là chúng ta sẽ kết thúc ở đây các anh chị ha và lúc này mà các anh chị đã cam kết là tôi cam kết đồng hành với cô chen á. thì rất là mong các anh chị giữ lời cam kết của mình các anh chị nhá và chúng ta sẽ hẹn nhau ở trong một cái một một cái dung những cái dung tiếp theo của cô chen các anh chị đặc biệt là mời tất cả các anh chị mentor và đồng đội của mình vào dung của chen trao giải quay quay phần quà may mắn vào tối ngày mai các anh chị nhé các anh chị sẽ thấy một cái không khí nó rất là đáng để mình đưa đồng đội của mình vào đấy để học những cái bài học và nhận những cái nguồn năng lượng cũng như là nhận những cái phần quà các anh chị rồi và nếu như mà các anh chị mentor cần sự hỗ trợ của cô trên về về team và các cái chương trình năm em hoặc là bất kỳ những cái chương trình vào những cái những cái thời gian khác anh chị. Các anh chị có thể uh, là uh, điền vào cái cái cái, cái uh, lịch hoặc là nhắn tin trực tiếp cho Tấn Hòa hoặc là anh Lâm thì sẽ được hỗ trợ trực tiếp luôn, sẽ được uh, đáp ứng hay luôn các anh chị nhé Rồi uh, và bây giờ thì nhóm sẽ mở mic để các anh chị uh, chúng ta chào nhau các anh chị. Chúc các anh chị có một buổi tối uh, vui vẻ và một giấc ngủ ngon nha anh chị ha và từ ngày mai thì hãy bảo đơn cùng với cô Chen ạ. À. À, cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn CEO Đô Mai Lâm. Cảm ơn anh Lâm ạ, à. cảm ơn cả nhà mình. Cảm ơn để anh Lâm, cảm, lâm. Cảm, ơn cảm ơn cả nhà mình. Chúc cả nhà Chúc cả vui mình vui có, có quả cô <laughs> chị, <laughs> chị, chị thân ơi, <laughs> chị có đút lót hoa không đấy sao nó gọi cả thời chị vậy mãi mãi mời <laughs> hoa đi ăn ốc mỗi tuần mời hoa đi ăn ốc ốc thì đủ ốc thì đủ chị